Hồi 151, Hào Kiệt khôn qua ải má hồng. Vì Tiểu Bảo và Trần Viên Viên vừa nghe thanh âm ngô tam quế sắc mặt đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Còn vị lão tăng vẫn thản nhiên tựa hồ không nghe thấy gì. Có điều trong khóe mắt lão đột nhiên vọt ra những tia hàn quang khủng khiếp. Bất thình lình ánh bạch quang lấp loáng, vèo vèo, mấy tiếng vang lên, lưỡi kiếm rung động, cắt đứt rèm cửa. Thanh trường kiếm vung ra đằng sau hất tấm rèm đi. Ngô Tam Quế xuất hiện thù lù đứng trước cửa, miệng cười khành khạch. Hai tên vệ sĩ đi hai bên thu kiếm cha vào vỏ đánh, cách một tiếng. Tiếp theo những tiếng ầm ầm vang lên, tường bốn mặt đều bị những cây thiết chùy thật lớn phá vỡ. Gỗ vụn cùng cát bụi bay lên mù mịt, bốn mặt đều thủng ra một lỗ lớn để lộ thân hình mười mấy tên vệ sĩ. Kẻ dương cung lắp tên, người cầm gươm lớn giáo dài. Đầu mũi tên cùng ngọn giáo đều xoay vào trong nhà xem chừng chỉ còn chờ ngô tam quế hạ lệnh một tiếng là cả ba người trong phòng đều bị tên bắn giáo đâm, trong khoảnh khắc họ sẽ biến thành những đống thịt nát như. Ngô tam quế lớn tiếng quát viên viên, nàng ra đi, trần viên viên ngần ngừ một chút rồi khoa chân bước, nhưng nàng dừng lại ngay, lắc đầu đáp tiện thiếp không ra nữa. Nàng quay lại bảo vi tiểu bảo, tiểu bảo, vụ này không liên quan gì tới ngươi, ngươi hãy ra đi để khỏi chết oan vì tiểu bảo đâm liều lớn tiếng thoá mạ lão gia không ra đâu còn mẹ nó người có giỏi thì giết cả lão gia đi nhà sư già lắc đầu lên tiếng cả hai người ra hết đi lão tăng đáng lẽ đã chết từ hai chục năm về trước trần viên viên nắm lấy tay lão không không tiện thiếp cùng chết với hòa thượng vì tiểu bảo lại lớn tiếng a à di còn có lòng nghĩa khí chẳng lẽ vì tiểu bảo này lại là kẻ tham sinh úy tử a di Diệt Nhi cùng chết với A Di một chỗ. Ngô Tam Quế tức giận như người phát điên, hắn giơ tay lên quát Vi Tiểu Bảo: "Ngươi cùng tên phản tập âm mưu toan làm điều đại nghịch, ta giết ngươi rồi tâu lên hoàng thượng là có công chứ không phải tội." Lão quay sang dục Trần Viên Viên, Viên Viên, sao nàng hồ đồ thế? Có ra ngay không? Trần Viên Viên lắc đầu. Vì Tiểu Bảo nói có gì mà phản tặc với Đại Nghịch, ta biết lão muốn vu oan cho người ngay ngô tam quế tức giận đến cùng cực cười gằn nói thằng nhãi kia ta xem chừng ngươi chưa hiểu lão sư già này là ai hắn bưng mắt ngươi thì ngươi chết xuống quỷ môn quan cũng chẳng biết chết về tay người nào nhà sư già lớn tiếng lão phu đi không đổi họ ngồi chẳng đổi tên phụng thiên vương lý tự thành chính là lão vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi các hạ các hạ là lý tự thành ư nhà sư già đáp đúng thế tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ ra đi bậc đại trưởng phu mình là mình chịu, Lý Mỗ trải qua trăm trận, sống quá bảy chục tuổi rồi, không muốn để một tên quan thắt đát nhỏ bé chết theo. Bỗng nghe Ngô Tam Quế tức giận ngầm lên, bóng trắng lấp loáng, một người từ trên xà nhà nhảy xuống nhằm đỉnh đầu Ngô Tam Quế đánh tới. Bốn tên vệ sĩ đứng phía sau hắn liền tốt kiếm đâm vào bóng trắng. Bóng trắng phất tay một cái, một luồng kình phong xô ra hất cả bốn tên lùi lại tiếp theo bóng trắng vung trưởng đánh vào sau lưng Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế đứng không vững, té nhào vào trong phòng. Người kia như bóng theo hình nhảy sổ tới, vùng tay trái lên đánh trúng bả vai Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế rên lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống đất. Người kia đặt tay lên thiên linh cây Ngô Tam Quế rồi đảo mắt nhìn vệ sĩ bốn mặt quá. Các người bắn đi, diễn biến xảy ra đột ngột. Bọn vệ sĩ kinh hãi đến thộn mặt ra. Trung thấy vương gia đã lọt vào tay địch, khi nào còn dám vọng động vì tiểu bảo bỗng reo lên sư phụ sư phụ nguyên người từ trên xà nhà nhảy xuống kiềm chế ngô tam quế chính là cửu nạn lúc vi tiểu bảo đến tam thánh am cửu nạn đã ngấm ngầm theo dõi rồi ẩn trên xà nhà hàng ngàn vệ sĩ bình tây vương phủ kéo đến bao vây tam thánh am bọn mã ngạn siêu canh gác ở ngoài am không dám động thủ một cách mạo muội đều tránh ra xa cửu nạn thi triển khinh công tuyệt đỉnh thu hình trên xà nhà bọn vệ sĩ chưa phát giác cửu nạn trừng mắt nhìn lý tự thành nghiêm nghị hỏi người đúng là lý tự thành thật ư ta nghe nói ngươi đã bị người hạ sát trên núi cửu cung té ra ngươi vẫn còn sống cho tới ngày nay lý tự thành gật đầu cửu nạn lại hỏi a kha là con ngươi và viên viên phải không lý tự thành buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn trần viên viên rồi gật đầu ngô tam quế tức giận hỏi đáng lẽ ta phải bí ê trước rồi mới phải chỉ có quân nghịch tặc mới sinh con như vậy. Cửu nạn đá vào vai ngô tam quế quát mắng, cả hai tên đều là nghịch tặc, chẳng ai kém ai. Lý tự thành giơ cây thiền trượng lên đập mạnh xuống nền nhà đánh, chát, một tiếng. Lập tức viên gạch xanh vỡ làm mấy mảnh, lão quát còn tiện ni kia là hạng người nào mà dám ăn nói hồ đồ như vậy. Vì tiểu bảo thất sư phụ đến thì phấn khởi tinh thần. Tùy lý tự thành khi thế dụng mạnh gã cũng chẳng sợ chút nào, lớn tiếng quát, lão lớn mật đến thế nào mà dám xông tràng với sư phụ ta? Hay là lão không muốn sống nữa? Lão vốn là một tên nghịch thần phản loạn, trước nay sư phụ ta đã nói câu gì đều là sự thực. Bỗng nghe mấy tiếng, vù vù, vang lên, ba cây trường mâu ở ngoài cửa sổ liệng vào nhằm đâm cửu nạn sư thái. Cửu nạn khẽ quay đầu lại, phất tay áo bảo một cái cuốn lấy hai mũi trường mâu rồi liệng trở ra. Tay bà đón lấy ngọn trường mâu thứ ba bên ngoài cửa sổ hai tiếng rú vang lên, úi theo, hai tên vệ sĩ bị ngọn trường mâu đâm trúng ngực chết ngay lập tức. Mũi trường mâu thứ ba đã chĩa vào lưng ngô tam quế. Cửu nạn chỉ khẽ đâm một cái là tên đại hán gian phải rồi đời. Ngô tam quế quát thủ hạ, các người không được vọng động, hãy lui về phía sau mười bước. Bọn vệ sĩ si đồng thanh đáp, dạ, dạ, rồi hấp tất lùi lại mấy bước. Cửu nạn cười lạt nói, bữa nay thật khéo sắp đặt trong gian thiền phòng nhỏ bé này tụ hội một tên đệ nhất phản tặc cổ kim chưa từng có, và một tên đệ nhất đại hán gian từ trước tới nay. Vì tiểu bảo nói theo, còn một vị đệ nhất đại mỹ nhân cổ kim hiếm có và một vị đệ nhất đại cao thủ võ công xưa nay chưa ai bì kịp. Cửu nạn mặt lạnh như tiền cũng không nhịn được, trên môi thoáng lộ nụ cười. Bà đáp, đệ nhất võ công thì ta không dám, chỉ có ngươi là tên đệ nhất láo lỉnh, cổ kim không ai bằng vì tiểu bảo cười ha hà trần viên viên cũng nhếch mép chỉ có ngô tam quế và lý tự thành là mặt trơ như gỗ trong lòng hai lão chỉ đang xoay chuyển ý nghĩ tìm kế thoát thân hai người này suốt đời thống lĩnh đại quân nổi tiếng là đại kiêu hùng trong thiên hạ bình sinh hai lão đã gặp biết bao cơn nguy hiểm mà gặp hoàn cảnh này cũng bế tắc không nghĩ ra được kế sách gì trong đầu hai lão xoay chuyển mười mấy kế hoạch mà không thể dùng được lý tự thành nhìn cửu nạn lớn tiếng hỏi ngụ định làm gì đây cửu nạn cười lạt đáp làm gì ư dĩ nhiên ta muốn tự tay giết chết ngươi trần viên viên hỏi thưa sư thái phải chăng sư thái là sư phụ a kha cửu nạn cười lạt đáp con gái ngươi ta đem đi để dạy võ công nhưng chẳng phải vì lòng tử tế ta muốn y ra tay đâm chết tên đại hán gian này bà vừa nói vừa chi mũi mâu xuống một chút đâm vào lưng ngô tam quế chừng nửa tấc ngô tam quế không nhịn được ối lên một tiếng trần viên viên nói thưa sư thái giữa y và lão nhân gia vốn không quen biết lại không thù oán cửu nạn ngửa đầu lên cười khanh khách nói hắn không thù oán gì với ta ư bà quay lại bảo vi tiểu bảo tiểu bảo người nói cho mụ biết ta là ai để tên phản tặc này được chết một cách minh bạch vì tiểu bảo nói sư phu ta đây chính là công chúa con đức sùng trinh bệ hạ hoàng đế nhà đại minh Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên ba người nghe nói đều la lên một tiếng, úi chà, ra chiều rất kinh ngạc. Lý Tự Thành cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm, ngày trước ta bức tử ra ra ngươi thì ngày nay chết về tay ngươi là đáng, còn hơn phải chết về tay tên đại hán gian kia gấp trăm lần. Lão nói rồi tiến lại hai bước, cắm cây thiền trượng xuống đất ngập sâu hơn một thước hai tay lão nắm lấy hai bên vạt áo trước ngực xé doạc một cái để lộ đám lông đen xì trước ngực. Lão cả cười nói, thưa công chúa, xin công chúa động thủ đi, Lý Mỗ không bị chết vì tay tên đại hán gian, cũng không bị chết vì tay quân thắt đát mà được chấm dứt cuộc đời dưới bàn tay của vị công chúa nhà đại minh là hay lắm rồi, chẳng còn điều chi oán thán nữa. Cửu nạn suốt đời căn hận Lý tự thành thấu xương. Bà nghĩ rằng lão đã chết ở đầu núi cửu cung tỉnh Hồ Bắc, chính tay mình không được đâm chết kẻ đại thù. Bữa nay bà thấy lão còn sống ở nhân gian là một điều vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Có điều lúc này bà thấy lão khẳng khái hào sảng, thản nhiên chịu chết, tuyệt không có ý sợ hãi thì trong lòng không khỏi bội phục cho người hào kiệt khí khái. Bà cất giọng lạnh lùng nói các hạ còn đáng mặt là con người hảo hán. Bữa nay bẩn ni giết chết kẻ thù của các hạ, rồi sẽ hạ sát các hạ, để các hạ được thấy cửu nhân thụ hình như vậy tưởng các hạ có chết cũng khoan khoái trong lòng. Lý tự thành cả mừng chắp tay nói đa tả công chúa, tại hạ cảm kích công chúa vô cùng. Trong đời tại hạ chỉ còn một ý nguyện là được tậm mắt thấy tên đại hán gian này phải chết chém. Cửu nạn vùng vẫy giang hồ, những tay đại gian, cự khấu chết dưới tay bà không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng lúc này bà thấy ngô tam quế rên la dưới mũi trường mâu không còn chút sức lực nào để kháng cự thì bà lại không muốn đâm một mũi mâu cho hắn chết ngay. Bà quay sang bảo lý tự thành, bẩn ni muốn thành toàn tâm nguyện cho các hạ. Vậy các hạ lại mà đâm chết hắn đi. Lý tự thành mừng rỡ đáp đa tả công chúa, lão cúi xuống nhìn ngô tam quế hô, gian tạc, cuộc đại chiến ở nhất phiến thạch ngày trước, ta không may thua về tay ngươi. Bây giờ ngươi bị công chúa bắt mà ta giết ngươi ngay thì ra ta chiếm phần tiện nghi, ngươi có chết cũng không phục lão ngừng đầu lên nhìn cửu nạn nói tiếp công chúa điện hạ xin công chúa hãy buông tha tên gian tặc này để hắn cùng tại hạ khai diễn cuộc tỷ đấu để kẻ sống người chết cửu nạn nhấc cây trường mâu lên đáp phải đây thử xem ai chết về tay ai ngô tam quế đang nằm co do dưới đất đột nhiên nhảy vọt lên cướp lấy cây thiền trượng quét ngang vào sau lưng cửu nạn cửu nạn cất tiếng thoá mạ quân khốn kiếp ngu xuẩn này người địch ám toán ta ư tay trái bà xoay cây trường mâu lại đè cây thiền trượng xuống. Bà phát huy nội lực khiến cho cánh tay ngô tam quế bị tê trồn, phải buông cây thiền trượng rơi xuống đất. Mũi ngâu lại chĩa vào cổ họng hắn, ngô tam quế tuy là nhân vật võ gióng, nhưng đứng trước một tay đại cao thủ nội công thâm hậu như cửu nạn sư thái thì hắn khác nào đứa trẻ nít, không chống nổi một chiêu. Ngô tam quế sắc mặt xám ngắt, không ngớt lùi lại phía sau mũi trường mâu trong tay cửu nạn thủy chung vẫn chí vào cổ hắn. Hắn lùi đến tận chân tường là hết đất, Lý Tự Thành cúi xuống lượm cây thiền trường, cửu nạn xoay trường mâu lại đưa vào tay Ngô Tam Quế rồi nói, hai người hãy tỉ đấu một trận công bằng xem sao. Ngô Tam Quế quát lên, hay lắm, hắn phóng trường mâu đâm tới Lý Tự Thành, Lý Tự Thành vung trượng lên gạt rồi phản kích một chiêu. Thế là hai người khai diễn cuộc ác đấu trong căn phòng nhỏ cửu nạn kéo vi tiểu bảo cho gã ẩn vào phía sau bà đề phòng trường mâu hoặc thiết trượng có thể đụng tới gã. Trần viên viên lùi lại góc phòng, sắc mặt lợt lạc, nàng nhắm mắt lại không dám ngó tới hai lão lý, ngô chiến đấu. Trong đầu óc nàng hiện lên những hình ảnh ngày trước, nàng ôn lại những kỷ niệm năm xưa, ta ở trong hoàng cung nhà đại minh, được sùng trinh hoàng đế đêm khua tới sủng ái. Hoàng đế khen ta xinh đẹp, hôm sau hoàng đế không ra chiều ở luôn trong tầm cung bầu bạn với ta nhà vua bảo ta hát cho ngài nghe lại tô son điểm phấn và vẽ lông mày cho ta hoàng đế hứa phong ta làm quý phi rồi sau này sẽ là hoàng hậu ngài còn nói từ nay trở đi trong hoàng cung khắp hàng phi tần quý nhân không ai lọt vào mắt ngài nữa hoàng đế còn trẻ tuổi cười rất tươi rồi đột nhiên ngơ ngẩn phiền muộn ngài là một vị hoàng đế nhưng trong con mắt ta coi chẳng khác một vị vương tôn công tử nào đó vào chơi kỹ viện trong ba bữa, suốt ngày đêm hoàng đế không rời xa ta nửa bước. Sáng sớm hôm thứ tư ta tỉnh giấc trước nhìn thấy người gối đầu bên cạnh sắc mặt lợt lạt không còn chút huyết sắc. Hai mắt lõm vào, cặp lông mày nhăn tít lại. Té ra nhà vua trong lúc nằm ngủ cũng buồn phiền. Ta tự hỏi, đây là hoàng đế ư? Ngài đã làm hoàng đế mà sao vẫn yêu phiền, không khoái lạc. Hôm ấy ngài lâm chiều, chưa mới trở vào tẩm cung. Sắc mặt ngài càng lợt lạt, Cặp lông mày nhăn tít hơn trước. Đột nhiên hoàng đế nổi nóng với ta, bảo ta làm lỡ đại sự. Ngài còn nói ngài là bậc chân chúa anh minh, không thể để nữ sắc làm u mê thành một vị hôn quân. Ngài cần sáng suốt để trị nước, lập tức ngài sai thái giám đưa ta rời khỏi hoàng cung và bảo ta là giống yêu nữ hại nước. Ngài còn nói vì ta ở trong cung ba bữa mà tên phản tặc Lý Tự Thành đánh phá ba tòa thành trì rồi nàng lẩm bẩm trong lòng ta cũng chẳng lấy gì làm thương tâm cho lắm bọn nam nhân ở đời phần lớn đều thế cả hễ gặp việc gì không như ý liền oán trách đàn bà hoàng đế suốt ngày buồn phiền trong lòng lo sợ không lường ngài sợ con người tên gọi lý tự thành ta tự hỏi lý tự thành có chỗ nào khác người khiến hoàng đế phải sợ khiếp vía không hiểu mặt mũi hắn ra sao Trần Viên Viên nghĩ tới đây mở mắt ra nhìn thấy Lý Tự Thành đang vung cây thiền trượng nhằm Ngô Tam Quế đánh tới. Ngô Tam Quế né tránh rất mau lẻ, thủy trung thiền trượng không đánh trúng lão được chiêu nào. Trần Viên Viên lại lẩm bẩm, thân thủ y vẫn còn mau lẻ phi thường, mấy năm gần đây ngày nào y cũng luyện võ công, vì, vì y còn muốn làm hoàng đế, định cất quân đánh Bắc Kinh. Trần Viên Viên ôn lại những gì sau khi ra khỏi hoàng cung, trở về phủ Chu Quốc Trượng một hôm chu quốc trượng mở đại yến thết khách kêu nàng ra mua hát giúp vui đêm hôm ấy ngô tam quế được thấy mặt nàng bây giờ nghĩ lại nàng còn nhớ rõ lắm quang cảnh bữa tiệc hiển hiện ra trước mặt nàng dưới ánh đèn lửa cặp mắt đầy nhục dục của hắn sáng rực lên như lửa cháy hao háo nhìn nàng qua bàn tiệc không chớp thư nhãn quang này trần viên viên đã được thấy nhiều rồi người đàn ông khi mắt chiếu ra những tia hàn quang như vậy thì chẳng khác gì con dã thú nhìn thấy mồi trực xông vào vồ lấy mà ôm cho chặt, mà cắn xé đối phương. Nhưng lúc này giữa chốn đông người, ngô tam quế chỉ thèm thuồng mà không dám. Trong đầu nàng bỗng bật ra một ý nghĩ, vừa rồi tên đại quan trẻ nít kia ngó thấy ta cũng đã lộ ra những tia mắt giống hệt như vậy mới thực là tức cười. Té ra một thằng nhỏ ngó thấy ta cũng bị nữ sắc làm cho mê hoặc. Bất giác nàng buông tiếng thở dài miệng lẩm bẩm than ôi giống đàn ông là thế đó từ lão già cho trí thằng trẻ nít cũng đều một ruột như nhau nàng ngừng đầu lên ngó vi tiểu bảo thì thấy gã nét mặt đầy vẻ hân hoan hứng khởi chăm chú theo dõi cuộc tranh đấu giữa lý tự thành và ngô tam quế lúc này ngô tam quế đang phản công mãnh liệt cây trường mâu trong tay lão phóng ra đâm đối phương liên miên không ngớt Trần Viên Viên tiếp tục ôn lại màn kịch xảy ra sau bữa tiệc tại phủ chu quốc trưởng. Ngô Tam Quế xin quốc trưởng cho đem ta đi. Sau mấy bữa, hoàng đế phai hắn đến chấn thủ sơn hải quan để phòng vệ quân mãn châu tiến đánh. Ngờ đầu Lý Tự Thành đánh vào phá Bắc Kinh trước. Sùng trinh hoàng đế phải chết treo trên núi môi sơn. Bọn bộ hạ của Lý Tự Thành bắt ta đem dâng cho lão. Lý Tự Thành là một hán tử thô hào khiến sùng trinh hoàng đế trong giấc ngủ mơ màng cũng phải khiếp sợ lý tự thành đánh phá bắc kinh cực kỳ bận rộn cực nhọc biết bao viên đại thần nhà minh bị hắn giết chết vậy mà cứ đêm đến hắn và bầu bạn với ta vẫn tỏ ra cực kỳ khoan khoái tiếng cười của hắn vang động trong phòng tiếng máy của hắn cũng rất lớn thường thường nửa đêm ta lại bị tiếng máy của hắn khua náo làm cho tỉnh giấc trên cánh tay bắp đùi cũng như trước ngực hắn đều mọc lông dài trước nay ta chưa thấy người đàn ông nào rậm lông như hắn Ngô Tam Quế nguyên trước đã đầu hàng Lý Tự Thành, nhưng nghe Lý Tự Thành cướp đoạt ta rồi liền đến mượn quân Mãn Châu, dẫn thanh binh tiến vào quan ải. Bất giác Trần Viên Viên buông tiếng thở dài, than thầm, phẫn nộ vì chân gái má hồng. Nàng nghĩ tiếc Lý Tự Thành kéo quân ra cùng Ngô Tam Quế mở cuộc đại chiến ở nhất phiến thạch. Hai bên đang chiến đấu thì đột nhiên tinh binh của Mãn Châu xuất hiện. Bọn bộ hạ của Lý Tự Thành bị đại bại, toàn quân tan vỡ bọn chúng kể lại chiến trường nhất phiến thạch thây chất như non máu chảy thành sông trong vòng mấy chục dặm bọn chúng còn bảo ức vạn người chết đó là vì ta than ôi ta làm thác oan mấy chục vạn người ư ta có đáng phải chịu tội nghiệt thâm trong như vậy chăng lý tự thành binh bại tướng thua chạy về bắc kinh liền lên ngôi hoàng đế kế đó lão dẫn ta chạy về phía tây ngô tam quế kéo quân đuổi theo lý tự thành tuy bại trận mà vẫn cười vui sảng khoái quân đội của lão ngày một ít dần, cục diện lâm vào tình thế bất lợi mà lão cũng chẳng để tâm. Lão vẫn nói, nguyên trước lão là con người với hai bàn tay trắng. Cùng lắm là lão trở lại như ngày trước cũng chẳng có chi là lạ. Lão còn bảo trong đời lão đã làm được ba điều đắc ý, đó là, một là bức từ được hoàng đế nhà đại minh. Hai là lão đã được lên ngôi hoàng đế, ba là lão đã ngủ với đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Lão ăn nói rất thô tục và lão cho rằng trong ba điều đắc ý thì điều thứ ba là hay hơn hết. Trần Viên Viên ôn lại những chuyện về Ngô Tam Quế, nàng phê phán trong lòng, Ngô Tam Quế cũng nhất tâm toàn trí muốn làm hoàng đế nhưng lão không bao giờ nói ra miệng. Nhưng hắn không giấu được ta, trong lòng hắn lúc nào cũng e dè rồi đâm ra do dự. Lắm lúc muốn động thủ rồi lại không dám, nếu bữa nay hắn không chết tất có một ngày kia hắn bước lên ngôi hoàng đế dù làm hoàng đế ở thành Côn Minh và chỉ là một ngày thôi cũng được. Vĩnh lịch hoàng đế chạy trốn qua miến điện, ngô tam quế rượt theo để giết ngài. Trần Viên Viên lại tự hỏi, người ta bảo có ba vị hoàng đế chết ủng mạng về tay ta. Thực ra chỉ có Sùng Trinh và Vĩnh Lịch là hai vị hoàng đế. Còn Lý Tự Thành làm đại thuận quốc hoàng đế, sự thực ta có làm gì khiến các ngài phải uổng mạng? Cái chết của Sùng Trinh hoàng đế mà đổ lên đầu ta liệu có đáng hay không? bữa nay ngô tam quế chưa hiểu sống chết thế nào nếu quả sau này hắn lên làm hoàng đế thì ta lại mang tội hại thêm một vị hoàng đế thân ta sao lại phải chịu nhiều điều suối quẩy như vậy hỡi ơi giang sơn nhà đại minh bao la bát ngát với mấy chục vạn binh tướng mấy trăm vạn bách tính uổng mạng về ta ư cả bốn vị hoàng đế cũng bị trần viên viên này làm hại thật chăng rồi nàng than thầm người thiên hạ đổ tội cho ta nhưng ta tự kiểm điểm lại thì chưa từng làm việc gì bại hoại, cả một câu hại người ta cũng chưa từng nói ra. Hồi 152, Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún. Trần Viên Viên nghe những tiếng choang choàng của khi giới hai bên đụng nhau mà phát khiếp. Nàng ngừng đầu trông lên thì thấy Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế chợt nhảy lên cao, chợt hụp xuống thấp, chiến đấu cực kỳ ác liệt. Hai lão này tuy tuổi già mà thân thủ vẫn còn mau lẹ phi thường. Trần Viên Viên sợ nhất là bọn đàn ông đánh giết nhau. Mặt nàng lộ vẻ chán ngán, trong lòng lại nhớ lại những chuyện đã qua. Ngày ấy Lý Tự Thành bị thua liềng xiềng, bao nhiêu binh mã dưới trướng tan vỡ hết. Trong đêm tối ta và y cũng thất lạc nhau, bọn bộ hạ Ngô Tam Quế bắt được ta lên đưa về dâng cho chủ soái. Dĩ nhiên Ngô Tam Quế cực kỳ hoan hỉ, hắn bảo ta, người thiên hạ đều thóa mà hắn là đại hán gian nhưng đã vì ta thì dù mang bao tiếng xấu hắn cũng vui lòng. Thành ý của hắn đã khiến ta siết bao cảm kích, ta nghĩ rằng, Ngô Tam Quế là đại hán gian cũng vậy mà là đại trung thần cũng thế, cốt sao hắn đối với ta một giả chân thành là đủ làm cho ta thỏa mãn. Huống chi hắn lại vì ta mà chẳng cần điều chi nữa. Ở đời ít thấy người nào làm được như vậy. Hồi đó ta yên chí là từ đấy về sau ta sẽ được hưởng những ngày thanh nhàn yên ổn. Nào nhất phẩm phu nhân, nào đường đường mệnh phụ ta cũng không màng chỉ mong sao khỏi phải chuyển từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác nhưng ta về ở côn minh được có mấy năm ngô tam quế được phong làm phiên vương theo thể lệ triều đình thì bậc thân vương thê tử cũng được tấn phong em ngô tam quế là ngô tam mai đến nói với ta việc tấn phong thê tử khiến vương gia rất phiền não theo lẽ thì người được tấn phong là ta nhưng vì chỗ xuất thân của ta khắp thiên hạ đều biết nếu đưa danh tự của ta để hoàng thượng gia phong thì không khỏi có chỗ tiết mạn triều đình ngô tam mai vừa cho ta hay ngô tam quế buồn phiền về việc tấn phong thê tử dĩ nhiên ta hiểu ngay mình xuất thân là một tên kỹ nữ ti tiện không đáng được hưởng phong cáo của triều đình ta không muốn để người vì mình mà lâm vào tình trạng nan giải nên không chờ ngô tam mai nói hết đã gạt đi và bảo y vụ này giải quyết dễ lắm xin vương gia lựa chọn một người tục nữ danh gia nào khác để tâu hoàng thượng tấn phong cho khỏi thương tổn đến thanh danh của vương gia. Ngô Tam Quế liền xin lỗi ta và rất ân hận về vụ này. Hừ, được tấn phong hay chẳng tấn phong thì đối với ta có điều chi trọng đại. Ta chỉ cần tình ý của vương gia đối với ta cứ giữ nguyên như vậy là xong. Ngờ đâu việc đời có mấy khi chiều ý người, ta phải ra ngoài vương phủ để vương gia chính thức làm lễ hôn phối và lập người tấn phong giữa lúc đó thì Lý Tự Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta giật nảy mình vì thấy y đã xuất ra làm hòa thượng. trước đây ta vẫn yên chí là y đã chết rồi, ta đau lòng mất mấy ngày. ngờ đâu y vẫn còn sống. Lý Tự Thành bảo ta sở dĩ y phải mặc quần áo nhà sư để che mắt thế gian, đồng thời vì y không muốn ăn mặc theo phục sắc của bọn thắt đát. Y còn cho ta hai mấy năm trời ngày nào cũng nhớ tới ta và đến ở Côn Minh đã ba năm với hy vọng có cơ hội được gặp mặt ta một lần. Y phải chờ đợi cho tới ngày nay. Hỡi ơi, Y đối với ta chân tình như vậy, so với ngô tam quế còn thiết tha hơn nhiều. Lý tự thành đêm nào cũng tới bầu bạn với ta cho tới khi mang thai rồi sinh hạ một đứa con gái. Ta không thể cùng Y sum họp được nữa, phải lập tức dọn về vương phù ta nói cho vương gia hay là lúc nào cũng nhớ tới y nên cần phải ở gần y, vương gia đối với người vợ được tấn phong vẫn không thực lòng hoan hỷ. Y sung sướng đón ta về phủ, ta sinh con rồi, không hiểu y có nghi ngờ gì không? Tướng Mạo đứa nhỏ rất giống ta, khi nó lên 2 tuổi thì đột nhiên một hôm vào lúc nửa đêm không thấy đâu nữa. Dĩ nhiên ta nhớ con không biết đến đâu mà kể, nhưng tưởng là Lý Tự Thành sai thủ hạ đến mắt trộm đem đi nàng nghĩ rằng đứa nhỏ là con y thì y đem đi cho đỡ thê lương tịch mịch y có đứa con nhỏ ở bên mây bớt nỗi quạnh hiu cô đơn ngờ đâu sự thực lại không đúng như vậy trần viên viên nghĩ tới đây đột nhiên có giọt nước bắn vào lưng bàn tay nàng nàng giơ tay lên nhìn thì ra là một giọt máu trần viên viên giật mình kinh hãi ngó ra đấu trường thì thấy ngô tam quế mặt đầy những máu mà vẫn múa mâu chiến đấu giọt máu này dĩ nhiên của hắn bắn tới Bọn quan binh ở ngoài phòng lớn tiếng la hét rất là huyên náo. Có người muốn xông vào đánh cửu nạn và lý tự thành, nhưng lại sợ thương tổn đến vương gia, không dám xông vào trợ chiến. Ngô Tam Quế hơi thở cấp bách, trong khóe mắt lộ vẻ khủng khiếp. Bất thình lình lão vung mâu phóng tranh chết tới nhằm đâm vào ngực Trần Viên Viên. Trần Viên Viên bật tiếng la hoảng, trời ơi, trong đầu nàng thoáng qua ý nghĩ, lão muốn giết ta, lại nghe đánh, choang, một tiếng, ngọn mâu của Ngô Tam Quế đã bị Lý Tự Thành gạt qua một bên. Ngô Tam Quế như người phát điên, múa trường mâu đâm tới tấp mà chiêu nào cũng nhằm Trần Viên Viên phóng tới. Lý Tự Thành lớn tiếng quát mắng, liều mạng trông đỡ cho nàng. Vì tiểu bảo ẩn ở phía sau sư phụ lấy làm kỳ tự hỏi, sao hắn không giết nhà sư mà lại định đâm chết vợ. Rồi gã chợt hiểu ra, miệng lẩm bẩm a phải rồi, hắn căm hận vợ tư thông với nhà sư nên giết đi cho bỏ ghét. Cửu nạn đã nhìn thấy tâm ý của Ngô Tam Quế, bà mắng thầm, tên gian tặc này quả nhiên xảo quyệt, y không đánh nổi lý tự thành liền thi hành độc kế đâm Trần Viên Viên khiến địch nhân phải phân tâm. Quả nhiên lý tự thành vì muốn cứu Trần Viên Viên đâm ra rối loạn trong lòng. Trượng pháp của lão đột nhiên để lộ sơ hở, Ngô Tam Quế bỗng xoay mũi mâu đâm đánh, rột, một tiếng trúng vào đầu vai lý tự thành. Lý tự thành tay mặt bất lực đành để rơi cây thiền trường ngô tam quế thừa thế xông lại chi mũi mâu vào ngực lão nổi tiếng cười hung ác hỏi tên nghịch tập này sao không quỳ xuống đầu hàng đi lý tự thành đáp dạ dạ lão co gối quỳ ngay xuống vì tiểu bảo nghĩ thầm ta tưởng lý tự thành khẳng khái thế nào té ra cũng chỉ là phường tham sinh gã còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy lý tự thành chăn người đi một cái tránh thoát mũi mâu lão lượm cây thiền trượng dưới đất quét ngang một cái trống đùi ngô tam quế lý tự thành nhảy vọt lên vung trượng đánh trúng vào vai ngô tam quế lão lại giơ trượng giáng xuống đầu địch nhân nên biết lúc gặp tình thế bất lợi phải trá hàng để xả hơi và chờ thời cơ hành động là một sách lược rất thiện nghệ của lý tự thành ngày trước lão giấy binh tạo phản bị vây hãm ở xa xương giáp huyện hưng an tỉnh thiểm tây hồi thánh 7 năm sùng trinh thứ bảy lão lâm vào tuyệt địa hết đường chạy thoát quân không lương thảo ngựa hết cỏ ăn lão chịu tu làm quan quân triều đình để chờ mở đường rồi lại tạo phản. Bữa nay lão quỷ gối trá hàng ngô tam quế cũng chỉ là việc trùng thi cố kỹ mà thôi. Cửu nạn than thầm, hai thằng cha này xảo quyệt nham hiểm thế này, không trách giang sơn nhà đại minh ta mất về tay chúng. Bà thấy chiêu trượng thứ ba của Lý Tự Thành mà giáng xuống thì đầu ngô tam quế phải nát như tương. Trần Viên Viên đột nhiên nhảy sổ vào phủ người che lên trên ngô tam quế lớn tiếng la tướng công hãy giết tiện thiếp trước đi lý tự thành kinh hãi vô cùng vì cây trượng giáng xuống cực kỳ lợi hại mà vai bên phải lão đã bị thương nên không thu kinh lực về được lão liền dùng tay trái đẩy trạch đi chát một tiếng cây thiền trượng giáng xuống tường lão liền hỏi viên viên nàng làm gì vậy trần viên viên đáp tiện thiếp cùng y là vợ chồng cùng ăn ở với nhau ngoài hai chục năm ngày trước y y thật lòng yêu thương tiện thiếp tiện thiếp không thể để y phải chết vì mình được lý tự thành quát lớn tránh ra giữa ta và y có mối thù sâu tựa bể trần viên viên ngắt lời vậy tướng công giết cả tiện thiếp đi là xong lý tự thành thở dài nói té ra té ra nàng vẫn có lòng với hắn trần viên viên không đáp nàng nghĩ thầm trong bụng giả tỷ ngô tam quế có giết lão thì ta cũng cùng chết với lão bọn quan binh bên ngoài thấy ngô tam quế nằm lăn dưới đất hô hoán om sòm liền tới tấp vào gần một tên võ tướng lớn tiếng quát các vị buông tha vương gia mau thì bọn ta tha chết cho tên võ tướng này chính là hạ quốc tương con rể ngô tam quế gã lại hô lớn đồng bản các vị đều ở trong tay bọn ta rồi nếu động đến một sợi lông của vương gia thì bao nhiêu cái đầu đều rớt hết vì tiểu bảo ngó ra ngoài thì thấy bọn mộc kiếm thanh mộc kiếm bình ngô lập thân ở mộc vương phủ bọn từ thiên xuyên mã ngạn siêu huyền trinh đạo nhân cùng quần hùng thiên địa hội bọn trương khang niên triệu tề hiền trong đội ngự tiền thị vệ và cả tá lãnh tham lãnh trong kiêu kỵ doanh đều đứng đó mỗi người đều bị một tên gia tướng của bình tây vương phủ đứng kèm sau lưng và đều bị gươm đao kề cổ vì tiểu bảo nghĩ bụng dù sư phụ có đem được ta trốn ra khỏi thành côn minh thì bao nhiêu bạn hữu đều phải chết hết việc giết ngô tam quế không nên cấp bách trong lúc nhất thời gã liền rút đao chùy thủ trí vào lưng ngô tam quế nói vương gia bao nhiêu người cùng chết với nhau cũng chẳng ít gì chi bằng chúng ta hãy thương lượng cùng nhau ngô tam quế hắng giọng một tiếng rồi hỏi thương lượng cách nào vì tiểu bảo đáp vương gia ưng chịu để mọi người rời khỏi đây thì gia sư cũng tha mạng cho lý tự thành xen vào tên gian tặc này là kẻ tiểu nhân lòng giả phản phúc lời hứa của hắn không tin được đâu cửu nạn thấy số người bên ngoài bị giữ rất đông bà biết bữa nay không thể giết Ngô Tam Quế được, liền nói người hạ lệnh tha mọi người thì ta tha chết cho. Vì Tiểu Bảo lớn tiếng hỏi A Kha Đông nữ thích khách đông Hạ quốc tương hô dẫn thích khách vào hai tên gia tướng Bình Tây vương phủ đẩy một thiếu nữ ra chính là A Kha hai tay nàng bị cột bên cổ cũng lấp loáng một lưỡi cương đao Trần Viên Viên nói vì đại nhân xin đại nhân cứu cho đứa con nhỏ của tiện thiếp vì tiểu bảo nghĩ thầm thế này mới thật là kỳ a à di chẳng năn nỉ ông chồng cũng không cầu cứu tình nhân lại đi cầu cứu nơi mình a à kha có phải là con chung của mình với y đâu nhưng gã thấy vẻ mặt a à kha khổ sở rất đáng thương gã đã định bụng dù mình có phải hy sinh tính mạng cũng quyết phải giải cứu cho cô gã liền đáp nếu hai vị ưng thuận gã a à kha cho tại hạ làm vợ thì nhất định tại hạ phải giải cứu cho y có ai lại bỏ mặc vợ chết bao giờ Cửu nạn chừng mắt nhìn gã ra chiều tức giận quá, lúc này mà ngươi còn buông lời khinh bạc được ư. Trần Viên Viên tuy mới gặp Vi Tiểu Bảo, nhưng nàng đã hiểu tính nết gã sâu xa hơn cửu nạn nhiều. Nàng tự nhủ gã tiểu tử lém lảo này mà không biết đường mượn gió bẻ măng, buông câu nước đục thì làm sao còn nhỏ tuổi thế đã làm đến quan lớn. Nàng liền đáp được rồi, tiện thiếp ưng thuận gả gã, gã cho đại nhân là xong. Vi Tiểu Bảo quay sang hỏi Lý Tự Thành, còn Hòa Thượng thì sao? Lý tự thành tức giận muốn quát mắng, nhưng lão thấy Trần Viên Viên nét mặt lo âu cầu khẩn, lão đành dàn lửa giận xuống, hắng giọng một tiếng rồi đáp nàng đã nói sao thì ta theo vậy. Vì tiểu bảo cười hì hì nhìn ngô tam quế hỏi, thưa vương gia, giữa vương gia và tiểu tướng ai giữ phận người nấy, không đụng chạm gì tới quyền lợi của nhau. Sao vương gia không làm cho tốt đẹp mọi bế, vương gia cứ giữ cương vị bình Tây Vương, còn tiểu tướng vẫn chỉ là đô thống, được chăng? ngô tam quế đáp hay lắm tiểu vương có chỗ nào không phải với vi đô thống đâu vì tiểu bảo đáp nếu vậy vương gia hãy buông tha hết bạn hữu của tiểu tướng tiểu tướng cũng năn nỉ xin sư phụ buông tha vương gia cái đó kêu bằng có đi có lại chẳng ai thiệt gì vương gia đừng nghĩ là mình sát hại người ta mà người ta chẳng làm được gì canh bạc này không ai thắng ai bại còn hơn để bao nhiêu cái đầu đều rơi cả xuống đất ngô tam quế đáp vậy cứ làm theo lời vi đô thống vì tiểu bảo nói xin vương gia cho triệu thế tử đến đây đồng thời thỉnh cả công chúa đến nữa tiểu tướng còn muốn phiền vương gia đưa bọn tiểu tướng ra khỏi thành côn minh lại xin thế tử bồi tiếp công chúa cùng lên bắc kinh bái đường thành thân gã ngừng lại một chút rồi tiếp thưa vương gia tiểu tướng xin nói trước một cách thành thực là tiểu tướng vẫn không yên lòng nên phải mượn thế tử làm con tin tiểu tướng sợ vương ra lát nữa sinh lòng hối hận phái binh rượt theo thì bọn tiểu tướng phải đưa thế tử ra chém đầu. Thế là ngô ứng hùng, vi tiểu bảo, còn có cả kiến ninh công chúa nữa. Mấy người lý lố loạn xà ngầu đến bệ kiến đức diêm vương để kiện cáo nhau. Ngô Tam Quế nghĩ thầm, thằng lòi này quả là tinh danh, gã nói huyệt tuẹt ra là không thể buông tha mình một cách dễ dàng. Hiện giờ mình lâm vào tình trạng nguy ngập, thoát thân sớm được lúc nào hay lúc ấy lão liền quả quyết tuyên bố chúng ta cứ thế mà làm cho lẹ đi rồi lão lớn tiếng hô hạ tổng binh mau phái người đi đón và công chúa cùng thế tử đến đây hạ quốc tương đáp dạ thế tử được tin đã dẫn quân sắp tới vì tiểu bảo tán dương thật là một ông con hiếu thuận chỉ trong chớp mắt quả nhiên ngô ứng hùng đã dẫn quân tới hắn bị trọng thương chưa khỏi phải ngồi kiệu cho tám tên thủ hạ thân tín khiêng đến ngoài phòng ngô tam quế nói thế tử đã đến chúng ta lên đường quách rồi lão hạ lệch các ngươi cởi trói hết cho chúng phạm lão quay sang bảo vi tiểu bảo vì đô thống cùng sư thái đi theo sát tiểu vương để tiểu vương đưa các vị ra ngoài thành trường hợp tiểu vương không thủ tín thì các vị cứ đâm vào lưng tiểu vương mấy đao sư thái võ công cao cường chắc tiểu vương không trốn thoát được phật thủ của sư thái vì tiểu bảo cười nói thật là tuyệt diệu vương gia xử sự, sự mau lẹ mà đâu ra đấy thua là thua được là được phản minh là phản minh hàng thanh là hàng thanh chẳng hàm hồ chút nào ngô tam quế giận sám mặt trò vào lý tự thành tên phản tặc này phải chăng là bạn hiểu với vi đô thống vì tiểu bảo đưa mắt nhìn cửu nạn chưa kịp trả lời thì lý tự thành đã lớn tiếng ta không phải là bạn hiểu gì với tên cầu quan lòi tì thát đát cửu nạn cất tiếng khen hay lắm ngươi là một tên phản tặc nhưng dù sao còn có cốt phí ngô tam quế người để hắn đi cùng với bọn ta trần viên viên đưa mắt nhìn cửu nạn ra chiều cảm kích nói sư thái cửu nạn quay đầu lại nhưng không nhìn nàng ngô tam quế đến bên cửa sổ hô lớn thế tử hãy chuẩn bị hộ tống công chúa đến kinh sư triều kiến thánh thượng và kính cần mời công chúa điện hạ khởi giá lên đường những quân sĩ dưới trướng bình tây vương nổi hiệu tù và xếp thành đội ngũ đưa mọi người đi vì tiểu bảo và ngô tam quế dắt tay nhau ra khỏi thiền phòng cửu nạn đi sau ngô tam quế vì tiểu bảo đến trước kiệu nói hàng thật hay giả phải coi cho biết rõ gã vén rẻm lên nhìn vào trong thấy ngô ứng hùng mặt không còn chút huyết sắc mùi tựa thành kiệu liền cười hỏi thế tử thế tử bình yên chứ ngô ứng hùng la lên ra 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 có việc gì không dĩ nhiên câu hỏi này hắn hỏi ngô tam quế nhưng vi tiểu bảo đáp ngay tại hà vẫn bình yên không sao hết mọi người rời khỏi tam thánh am phóng tầm mắt nhìn ra bốn mặt đông tây nam bắc đều thấy binh mã trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu mà kỳ vì tiểu bảo cất tiếng khen vương gia quân đội của vương gia thật là hùng hậu giả tỷ muốn kéo đến đánh bắc kinh tiểu tướng xem ra vẫn còn dư sức ngô tam quế xa sầm nét mặt nói vì đô thống đô thống về chiều ra mắt hoàng thượng mà nói nhăng nói càn thì tiểu vương sẽ tâu trình đô thống cấu kết với tên phản tặc Lý Tự Thành. Vì tiểu bảo cười hỏi, ô hay, sao lại có chuyện kỳ vậy? Lý Tự Thành chỉ thích cấu kết với đệ nhất đại mỹ nhân trong thiên hạ, khi nào lại chịu cấu kết với tiểu tướng là một tên đệ nhất tiểu hoạt đầu trong thiên hạ. Ngô Tam Quế phẫn nộ vô cùng, lão nắm tay lại thành quyền những muốn đấm xuống song mũi vì tiểu bảo. Vì tiểu bảo nói, vương gia bất tất phải nóng này, hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ, kẻ làm quan chẳng ngại xa xôi ngàn dặm chỉ vì tiền. Nếu tiểu tướng tâu càn tâu bậy với hoàng thượng thì khi nào ngài còn ban thưởng cho? Sao bằng được lão nhân gia hàng năn tiên cống, đến hạn về chiều? Chúng ta cùng làm ăn với nhau một cách phát tài, sau khi tiểu tướng hồi chiều tất phải tán dương vương gia một lòng son sắt, dốc dạ trung quân, thiên hạ không ai bì kịp đồng thời tiểu tướng phải tận tâm bảo vệ cho thế tử được chu toàn. Có thế thì những thời tiết hàng năm, vương gia mới đem chút vàng bạc tới Bắc Kinh cho tiểu tướng tiêu xài. Tiểu tướng nói vậy có hợp lý không? Gã vừa nói vừa sóng vai Ngô Tam Quế mà đi. Ngô Tam Quế đáp tiền tài là những cái thân ngoại chi vật, vì đô thống muốn xài bao nhiêu mà trả được. Có điều đô thống mà định làm khó dễ tiểu vương thì tiểu vương tuy ở tận Vân Nam nhưng trong tay đã nắm trọng binh thì cũng chẳng sợ gì. Vì tiểu bảo nói, dĩ nhiên là thế, vương ra tay cầm trường mông, bản lãnh phi thường, đánh cho bọn phản tặc trong thiên hạ chạy té đai vãi phân. Bữa nay tiểu tướng cáo biệt, trước vương gia đã ưng thuận cho tiểu tướng tha hồ ăn xài, vậy bây giờ xin ban thưởng đi thôi. Cửu nạn nghe gã nói liến thoáng, phần nhiều là chu, hiện đòi ăn của đút bà nghe đã nhảm tay liền quát mắng, tiểu bảo, người nói toàn chuyện vô liêm sỉ, vì tiểu bảo cười đáp sau khi hồi kinh, bá quan văn võ trong triều cùng phi tần thái giám trong cung rất đông. Sư phụ có điều chưa hiểu là chỗ nào đệ tử cũng phải biếu xén hay đưa quà cáp. Nếu lễ số không được chu đáo là người ta trách móc vương gia. Cửu nạn hắng giọng một tiếng rồi không nói nữa. Ngô Tam Quế nghĩ bụng gã đòi vàng bạc thì dễ dàng lắm liền quay lại bảo hạ quốc tương, hạ tổng binh, mau về phủ lấy 100 vạn lạng bạc để khao thưởng cho thị vệ cùng quan binh của vi đô thống dẫn tới. Ngoài ra chuẩn bị một phần hậu lễ gửi đô thống về kinh thay mặt ta đưa tặng các đại thần trong chiều. Hạ quốc tương giả một tiếng rồi sai người thân tín đi lấy bạc. Ngô Tam Quế cùng vi tiểu bào lên ngựa sóng vai mà đi. Cửu nạn cũng cưỡi ngựa theo sau, Ngô Tam Quế đã biết bản lãnh vị lão ni này xuất quỷ nhập thần, đừng hòng chạy thoát khỏi tay mù. Rồi lão tự nhủ, như thế cũng hay, mọi việc đều tốt đẹp, nếu ta giết được mụ lão ni, tên tiểu hoạt đầu, lý tự thành và bao nhiêu người nữa, thì việc hạ sát khân sai đại thần là tội cực lớn, tất phải khởi binh ngay. Hiện giờ ngoại viện chưa thương nghị xong, ta cử sự một cách hoang mang thì không phải là kế sách vẹn toàn. Ngày sau ta đánh tới Bắc Kinh, tên tiểu hoạt đầu này có bay lên trời cũng không thoát được lão tính toán như vậy nên không hối hận gì nữa mọi người về đến an phụ viên đón tiếp công chúa rồi đưa ra ngoài thành côn minh các binh tướng tuy trong giả hoài nghi nhưng thấy vương gia vẫn bình yên chúng cũng không để ý nữa vì tiểu bảo kiểm điểm lại nhân mã a kha dĩ nhiên cũng đi theo bên mình gã ngoài ra quần hùng thiên địa hội và mộc vương phù cùng quan binh thị vệ đều hoàn toàn đầy đủ không thiếu một người nào gã liền nhìn ngô tam quế cười nói thưa vương gia vương gia tiễn chân ra tận ngoại thành côn minh như vậy đã là lịch sự lắm rồi bọn tiểu tướng trong thời kỳ ở thành côn minh được vương gia hậu đãi rất lấy làm cảm kích lần sau vương gia tới bắc kinh sẽ do tiểu tướng làm chủ nhân mời khách ngô tam quế cười ha hà đáp nhất định tiểu vương sẽ đến quấy nhiễu đô thống hai người chắp tay từ biệt ngô tam quế đến trước kiệu công chúa Vân an rồi thi lệ cáo từ lão lại đến bên kiệu ngô ứng hùng thò đầu vào dặn con một lúc rồi mới dẫn binh mã về thành. Vì tiểu bảo thấy bọn thuộc hạ của ngô tam quế tuyệt không có ý định công kích đột ngột mới yên lòng, liền nói những lời họ nói không thể tin được, chúng ta nên đi cho lẻ, rời khỏi thành côn minh càng xa càng tốt. Gã liền hạ lệnh đăng trình, đi chừng được hơn 10 dặm, mọi người dừng lại một chút để nghỉ ngơi, uống nước. Lý tự thành nhìn cửu nạn nói, thưa sư thái nhờ sư thái giải cứu khiến lão phu khỏi chết về tay tên đại hán gian. Lão phu cảm kích vô cùng, bây giờ lão phu xin sư thái hạ thủ đi, lão nói rồi rút thanh bội đao, xoay chui lại đưa lên cho cửu nạn. Cửu nạn hắng giọng một tiếng, nét mặt ra chiều khó nghĩ. Bà tự nhủ, hắn là kẻ thù đã sát hại phụ hoàng, mối thù này chẳng thể không trả, nhưng hắn đã bó tay chịu chết thì ta lại không nên hạ thù. Bà quay lại ngó A Kha, trầm ngâm một lát rồi nói y dài y là con gái ngươi a kha lớn tiếng mắt lời lão không phải là gia gia đệ tử cửu nạn tức giận nói nói bậy chính má má ngươi đã công nhận như vậy chẳng lẽ lại còn già được sao vì tiểu bảo xen vào dĩ nhiên lão là gia gia của sư tỷ lão cùng lệnh đường đã chịu lời gà sư tỷ cho tiểu đệ cái đó kêu bằng mệnh lệnh của song thân a kha đang đầy lòng uất hận không nơi phát tiết cô nghe vi tiểu bảo nói vậy đột nhiên nhảy vọt lại vung quyền đấm vào mặt gã vì tiểu bảo không kịp đề phòng thoi quyền của a kha giáng đúng vào sóng mũi gã máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa vì tiểu bảo rú lên một tiếng úi chao gã la làng trời ơi cô này mưu sát thân phu cửu nạn tức giận nói cả hai đứa đều chẳng ra trò gì ăn nói toàn chuyện càn rỡ a kha lùi lại mấy bước gương mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng cả lên cô trỏ tay vào Lý Tự Thành nói, lão không phải là phụ thân ta, cả mụ đàn bà kia cũng không phải là má má ta. Rồi cô lại trò vào cửu nạn sư thái nói tiếp, bà, bà cũng không phải là sư phụ ta, các ngươi, các ngươi đều là hạng tồi bại, ta, ta căn hận các ngươi. Cô nói đến đây đột nhiên bưng mặt khóc quả lên, cửu nạ thở dài nói, đúng đó, ta không phải là sư phụ ngươi, ta bắt trộm ngươi bên mình ngô tam quế thực ra chẳng phải vì hảo tâm. Bây giờ ngươi tự ý muốn đi đâu thì đi, nhưng còn cha mẹ thân sinh ra ngươi thì ngươi chẳng thể không nhìn nhận được. Hồi 153, Ngự tiền thị vệ bị hành hung. A Kha dậm chân gắt lên, ta không nhận, ta không nhận, ta không cha không mẹ, cũng chẳng có sư phụ nữa. Vì tiểu bảo nói, sư tỷ có tiểu đệ, đây là chồng A Kha phẫn nộ đến cực điểm lượm hòn đá nhằm liệm vào gã. Vì tiểu bảo lạng người đi né tránh, A Kha xoay mình lại theo rừng nhỏ chạy về phía tây. Vì tiểu bảo nói giật giọng, này này, sư tỷ đi đâu thế? A Kha dừng bước quay lại quát mắng, có một ngày kia mi sẽ chết vì tay ta. Vì tiểu bảo không dám rượt theo, dương cặp mắt lên nhìn để mặc cô đi. Cửu nạn trong lòng buồn bã, nhìn Lý tự thành xua tay. Bà không nói gì nữa, tông minh nhảy lên ngựa đi ngay. Vì tiểu bảo nhìn Lý tự thành nói, nhạc phụ đại nhân sư phụ của tiểu tử đã không giết thì nhạc phụ nên đi cho lẻ. Lý tự thành trong lòng khoan khoái vô cùng, nhưng lão trợn mắt lên nhìn vi tiểu bảo ra chiều tức giận. Vi tiểu bảo thấy lão ngó mình chằm chập, trong lòng không khỏi khiếp sợ, lông tóc dựng đứng cả lên, bất giác lùi lại hai bước. Lý tự thành hừ một tiếng rồi nhỏ nước miếng xuống đất đánh tuệt một cái. Lão chờ gót đem con đường nhỏ rào bước đi ngay vì tiểu bảo gục gặc cái đầu bụng bảo giả a à, kha thế nào cũng chịu lấy ta rồi dĩ nhiên y chẳng thèm để tâm gì đến cái thằng chồng này nữa gã quay đầu nhịn lại thấy bọn từ thiên xuyên mã ngạn siêu tay cầm binh khí lăm lăm đứng đằng sau mình nguyên hai người này sợ lý tự thành động thủ hành hung vi tiểu bảo một cách đột ngột nên họ chuẩn bị trợ lực cho gã từ thiên xuyên nói lão đó ngày trước gây nên chuyện long trời lở đất làm mất giang sơn nhà đại minh nay lão đã ra nua mà vẫn còn đầy vẻ anh hùng khi khái. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra nói, ghê gớm quá, rồi gã hỏi, có đem theo hãn thiếp ma về không? Từ thiên xuyên đáp, hắn là nhân vật khẩn yếu, khi nào thuộc hạ dám sơ xuất. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, hai vị nên thận trọng, chớ để hắn tẩu thoát giữa đường. Đoàn người tiến về phía bắc, vì tiểu bảo đến gần bọn mục kiếm thanh, liễu đại hồng, ngô lập thân để hàn huyên với họ. Bọn mộc kiếm thanh trong lòng buồn bã nghĩ thầm, tính mạng của bọn mình đều nhờ gã cứu thoát. Vậy từ nay trở đi mộc vương phủ khi nào còn dám tranh hùng với thiên địa hội nữa? Liễu đại hồng la người mau mắn nói ngay, vì hương chủ, bất cứ việc gì đối với ngô tam quế lão phu cũng không tiện tranh giành với thiên địa hội. N đức giải cứu của hương chủ e rằng kiếp này bọn lão phu không thể báo đáp được. Vì tiểu bảo đáp chúng ta cùng một hoàn cảnh chết đến nơi mà thoát được là may. Ngô lập thân hậm hực nói, có một ngày kia phải xử ngàn đao phân thây thằng tiểu tặc lưu nhất chu. Vì tiểu bảo hỏi, phải chăng y đã mật báo với quân địch? Ngô lập thân đáp, chẳng gã thì còn ai nữa? Thằng giặc này, thằng giặc này. Lão nói tới đây rồi lắc đầu không ngớt. Vì tiểu bảo nói, hiện y ở lại với bọn ngô tam quế ư. Mục kiếm thanh đáp, chắc thế. Bữa trước liễu sư phụ phái gã đi do thám tin tức. Gã bị bọn thủ hạ của ngô tam quế bắt được. Ngày đêm hôm ấy đại đội binh mã ở Vương phủ kéo đến bao vây bọn Tại Hà. Bọn Tại Hà tìm được chỗ ở rất kín đáo, nếu gã không báo thì bọn Ngô Tam Quế quyết chẳng thể biết được. Mục Kiếm Thanh nói tới đây, buông tiếng thở dài nói tiếp, đáng tiếc là Ngao Đại Ca đã hy sinh vì nước, rồi gã nhìn Vi Tiểu báo cáo từ vì hương chủ, non xanh trơ đó, nước biếc còn đây. Bọn Tại Hà hãy xin tạm biệt, Vi Tiểu Bảo đáp nơi đây còn thuộc địa giới của Hán gian chúng ta nên đi với nhau cho có vây cánh. Chờ khi ra khỏi Vân Nam hãy chia tay mỗi người mỗi ngả. Mục kiếm thanh lắc đầu nói, đa tại vi hương chủ có lòng quyến cố. Nếu bọn tại hạ lại lọt vào tay đại hán gian thì chẳng còn mặt mũi nào mà hành động nữa. Y nghĩ thầm trong bụng, bọn mục vương phủ nhà mình đã bị bắt. Bây giờ lại phải nhờ bọn quan binh thắt đát bảo vệ cho thì còn ra thể thống gì nữa. Y liền dẫn bọn người mộc vương phủ cáo biệt ra đi. Mộc Kiếm Bình đi sau cùng, cô đi được mấy bước quay lại nói: Tiểu Muội đi đây, đại ca, đại ca hãy bảo trọng tấm thân. Vì Tiểu Bảo đã được rồi, cô cũng giữ mình cho cẩn thận. Rồi gã nói khẽ: Bây giờ cô hãy đi theo ca ca, đừng trở về đảo Thần Long nữa. Mộc Kiếm Bình gật đầu. Vì Tiểu Bảo dắt con ngựa của gã cầm cương đưa vào tay cô nói: Ta tặng cho cô con ngựa này. Mộc Kiếm Bình vành mắt đỏ hoe, cô đón lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa chạy theo bọn mục kiếm thanh. Đoàn người đi mấy ngày, cách thành côn minh đã xa, Thủy Trung vẫn không thấy có binh mã của ngô tam quế rượt theo, mọi người mới yên giả. Một hôm đi tới huyện Khúc Tính vào lúc xế chiều, đột nhiên thấy bốn người kỵ mã chạy tới. Một người nhảy xuống ngựa nhìn viên tham lãnh trong đội kiêu kỵ doanh đi đầu, nói là có việc báo khẩn cất về quân tình cần bẩm với khâm sai đại thần. Viên tham lãnh tiền phong liền dẫn bốn người vào doanh trại. Vì tiểu bảo ra tiếp kiến thấy người đi trước thân hình bé nhỏ, gầy nhom, nước da đen nhèm. Gã toàn hỏi có chuyện gì về quân tình, tiền lão bản đứng ở sau lưng gã cất tiếng trước, phải chăng ông bạn là Quảng Huynh Đệ, người kia khom lưng đá, tiểu đệ là Quảng Thiên Hùng, tiền đại ca vẫn mạnh giỏi chứ, vì tiểu bảo đưa mắt nhìn tiền lão bản, tiền lão bản gật đầu khẽ nói, y là người nhà, vì tiểu bảo lên tiếng, hay lắm, Quảng Lão Huynh phải một phen tân khổ chúng ta hãy vào nhà trong nói chuyện. Trong hậu đường toán là anh em thiên địa hội. Tiền lão bản giới thiệu Quảng Huynh Đệ, vị này là hương chủ ở Thanh Mục Đường. Quảng Thiên Hùng khom lưng làm lễ bái kiến theo thể lệ của thiên địa hội. Hắn hô khẩu hiệu thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh. Thuộc hạ là Quảng Thiên Hùng ở dưới chướng của hương chủ tại xích hỏa đường xin tham kiến vi hương chu cùng các vị đại ca trong Thanh Mục Đường. Vì tiểu bảo nói, té ra quảng đại ca ở xích hỏa đường. Tại Hà rất lấy làm hân hạnh, tiền lão bản ngày trước đã được gặp Quảng Thiên Hùng mấy lần ở Hồ Nam, liền giới thiệu với bọn phong tế chung, từ Thiên Xuyên, Mã Ngạn Siêu, Huyền Trinh Đạo Nhân. Ba người đi theo Quảng Thiên Hùng cũng là anh em ở xích Hỏa Đường. Mọi người đều biết xích Hỏa Đường cai quản tỉnh Quý Châu, chỉ đi mấy ngày nữa là tới địa giới tỉnh này, nay được anh em bàn hội đến đưa tin tức, quần hùng ai cũng hoan hỉ. Vì tiểu bảo hỏi sau khi chia tay ở Hà Bắc tại hạ chưa được gặp cổ hương chủ. Y có được mọi điều thuận lợi chăng? Quảng thiên hùng đã cổ hương chủ vẫn bình yên. Y sai thuộc hạ đến vấn an vi hương chủ cùng các vị đại ca ở thanh mục đường. Bọn tại hạ hay tin vi hương chủ cùng các vị gần đây làm nên nhiều đại sự, rất đem lòng ngưỡng mộ. Này được bái kiến thật là hân hạnh, vì tiểu bảo nói đã là chỗ anh em, huynh đệ hà tất phải khách sáo. Mấy bữa nữa bọn tại hạ đến quý tỉnh sẽ được cùng cổ hương chủ trò chuyện. Quảng Thiên Hùng đã cổ hương chủ phái thuộc hạ đến trình vi tiểu bảo hương chủ cùng các vị đại ca nên đổi hướng đi về phía tây, chứ đừng tới quý châu. Vì tiểu bảo cùng quần hùng nghe nói đều ngạc nhiên. Quảng Thiên Hùng nói tiếp cổ hương chủ cũng nói rằng rất mong được gặp vi hương chủ cùng các vị đại ca tự sự cho thỏa lòng ước vọng, nhưng nên hội diện ở trong địa giới tỉnh Quảng Tây hay hơn. Vì tiểu Bảo hỏi, vì lẽ gì mà không nên hội ngộ ở Quý Châu? Quảng Thiên Hùng đã, bọn thuộc hạ được tin báo ngô tam quế phái binh mai phục giải rác khắp giải đấp tuyên oai, hồng kiều Trấn, tân thiên bảo. Chúng giả trang làm quân trộm cướp để mưu đồ hành động bất lợi cho vi hương trù cùng các vị đại ca. Vì tiểu bảo cùng bọn từ thiên xuyên đồng thanh la hoàng, úi trà, vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa tức giận cất tiếng thoá mà, tổ bà nó, tên gian tập này quả nhiên chưa chịu thua mình hắn còn muốn cho thằng con cũng mất mạng chăng quảng thiên hùng đã, ngô tam quế là con người nham hiểm phi thường hắn phái rất nhiều cao thủ để cầm chân vị sư thái bản lãnh thần thông vẫn đi kèm vi hương chủ rồi cướp lấy ba nhân vật chính yếu là con trai hắn công chúa thát đát và vi hương chủ còn ngoài ra bao nhiêu người tùy tùng nhất luật giết hết để bịt miệng hiện giờ ai tùng lưu giữa khoảng huyện khúc tinh và huyện chiêm ích đã bị phong tỏa không ai qua lại được bốn người bọn thuộc hạ phải đi đường quanh giữa những khe núi để đến đây cho chóng vì sợ vi hương chủ được tin trễ có thể bị chúng gian kế sủa đại hán gian bọn thuộc hạ phải đi suốt ngày đêm mới tới đây không lỡ việc vì tiểu bảo thấy bốn người bọn chúng đều mắt đỏ hoe hai má lõm vào hiển nhiên chúng đã mỏi mệt đến cùng cực gã liền an ủi bốn vị đại ca đã phải một phen cực nhọc khiến cho tại hạ cảm động vô cùng quảng thiên hùng đáp bọn thuộc hạ đưa tin được kịp thời không đến nỗi lầm lỡ việc lớn là một điều thỏa mãn lắm rồi hắn nói câu này nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt vì tiểu bảo quay sang hỏi quần hùng bây giờ các vị đại ca tính sao đây tiền lão bản hỏi quảng thiên hùng quảng đại ca có biết toán binh mã của ngô tam quế phai đi mai phục đại khái bao nhiêu người không quảng thiên hùng đáp ngô tam quế không kịp phái quân đội ở côn minh nghe nói hắn cho lính điều truyền thư điều động sĩ tốt ở điền bắc và kiềm nam vào khoảng trên 3 vạn người Quần hào nghe nói đều lớn tiếng chửi bới Bộ thuộc của Vi Tiểu Bảo có trên 2.000 người Tức là chưa được một phần 10 số quân bên địch Tình thế quả bất địch chúng đã trông thấy rõ Tiền lão bản lại hỏi Cổ hương chủ muốn bọn tiểu đệ đến nơi nào thuộc tỉnh Quảng Tây để cùng nhau tương hội Quảng Thiên Hùng đã Cổ hương chủ đã phái người đưa tin cho mã hương chủ ở gia hậu đường thuộc tỉnh Quảng Tây nếu được vi hương chủ đồng ý thì ba vị hương chủ sẽ cùng nhau hội ngộ ở lộ thành miến quế tây đường lối từ đây đến lộ thành hiểm chờ khó đi nhưng không có binh mã của ngô tam quế canh giữ các vị huynh đệ ở gia hậu đường sẽ đón tiếp ở dọc đường vì tiểu bảo ban đầu nghe nói ngô tam quế phái ba vạn nhân mã chẹn đường trong lòng đã khiếp sợ bây giờ được biết cổ hương chủ bố trí ổn thỏa mã hương chủ phái người tiếp ứng gã lại cao hứng khác thường liền đáp hay lắm Vậy chúng ta cứ đến lộ thành, sẽ có ngày lão con rùa ngô tam quế phải sáng mắt ra. Gã liền hạ lệnh lập tức rẽ qua phía tây nam, lại để bọn Quảng Thiên Hùng bốn người và ngô ứng hùng ngồi chung xe. Một là để chúng nghỉ ngơi, hai là để giám thị ngô ứng hùng, đề phòng ngô tam quế phái thủ hạ đến cướp đoạt. Tương sĩ nghe nói ngô tam quế phái binh triệt lộ đều vừa kinh hãi vừa tức giận, biết mình đang ở nơi hiểm địa, liền lặng lẽ đi thật nhanh dọc đường không làm kinh động tới quan nha. Đêm đến hạ trại nghỉ ngơi ở ngoài hoang dã, một hôm đoàn người tới lộ thành, hương chủ gia hậu đường trong thiên địa hội là Mã Siêu Hưng, hương chủ xích hỏa đường là Cổ Chí Trung đã chờ S1 phần 2 N ở đây. Những người đứng đầu trong bọn thuộc hạ hai đường đều tụ hội để đón tiếp. Ba vị đường hương chủ hội ngộ rất hân hoan thân thiện. Tối hôm ấy, Mã Siêu Hưng mở tiệc lớn thiết đãi vi tiểu bảo cùng quần hùng thanh mục đường giữa lúc mọi người đang ăn uống có người do thám của xích hỏa đường đến người báo cáo là bộ thuộc của ngô tam quế đã biết việc vi tiểu bảo đổi hướng sang quảng tây chúng lập tức rượt theo hiện đã đến biên giới tỉnh này nhưng không dám tiến vào sâu còn chờ chỉ thị của côn minh mã siêu hưng cười nói quảng tây không thuộc quản hạt ngô tam quế nếu tên gian tặc kia dẫn quân vượt qua biên giới là công nhiên tạo phản rồi vì hương chủ các vị đi đường cực nhọc hãy nghỉ lại lộ thành vài bữa ở đây rẽ sang Quảng Đông rồi sẽ quay về phía Bắc mà tiến thì bọn Ngô Tam Quế không đuổi theo được nữa. Đoàn người nghỉ ở Lộ Thành một ngày, vì Tiểu Bảo thấy nơi đây cách Vân Nam còn gần, trong lòng chưa hết lo sợ liền thôi thúc mọi người chuẩn bị lên đường. Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người từ biệt cổ trí chung cùng anh em xích hỏa đường thượng lộ tiến về phía đông. Mã siêu hưng cùng anh em ra hậu đường đưa mọi người đi. Vì tiểu bảo thấy mỗi ngày cách xa Vân Nam đã hơi yên lòng đoàn người đi tới quế trung bọn thị vệ cùng quan binh hết sợ hãi lại giờ thói cũ đến châu huyện nào cũng quấy nhiễu các địa phương quan một hôm đoàn người đi tới liễu châu liễu châu là một thành thị lớn thuộc tỉnh quảng tây viên tri phủ sở tại nghe tin công chúa tới nơi dĩ nhiên hết sức cung ứng đón tiếp một cách cực kỳ trịnh trọng bọn ngự tiền thị vệ cùng kiêu kỵ quan binh khác nào cá gặp nước ở trong thành tha hồ ăn chơi phè phỡn tối ngày thứ ba vì tiểu bảo và mã siêu hưng cùng anh em thiên địa hội đang ngồi trò chuyện bỗng thấy lãnh đội ngự tiền thị vệ là trương khang niên hốt hoảng chạy vào la lên vì tổng quản rồi gã dừng lại không nói nữa vẻ mặt rất đỗi hoang mang vì tiểu bảo thấy má bên trái hắn sưng lên mắt bên phải tím đen hiển nhiên hắn đã cùng người đánh nhau mà bị thất bại gã nghĩ thầm trong bụng ngự tiền thị vệ không đánh người đã là hay lắm rồi kẻ nào lớn mật dám đánh hắn gã không muốn cho ngự tiền thị vệ phải mất mặt với anh em thiên địa hội, liền nhìn Mã Siêu Hưng nói, xin Mã Đại ca hãy ngồi chơi một chút, tiểu đệ phải ra ngoài dây lát rồi trở về ngay, mong Đại ca miễn thứ. Mã Siêu Hưng đáp vì huynh đệ dạy quá lời, huynh đệ có việc xin cứ tùy tiện, vì tiểu bảo ra khỏi xương phòng, Trương Khang Niên theo sau, ra ngoài rồi hắn mới nói, trịnh tổng quản, triệu nhị ca bị người bắt giữ rồi triệu nhị ca mà hắn nói đây tức là lãnh đội ngự tiền thị về triệu tế hiền vì tiểu bảo cất tiếng thoá mà còn mẹ nó tên nào mà lớn mật thế phải chăng là tù bị ở phủ liễu trông hay là bọn nha dịch của quan phủ triệu đại ca phạm tội gì giết người chăng gã hỏi vậy vì nghĩ rằng nếu triệu tế hiền không phạm tội giết người gây ra án mạng thì chẳng khi nào quan nha địa phương dám bắt giữ ngự tiền thị về Trường khang niên vẻ mặt bẽn lẽn ấp úng đáp không phải quan nhà bắt mà y bị giữ ở sòng bạc vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa cao hứng bất giác cười khát khách hỏi tổ bà nó sòng bạc ở liễu châu mà có kẻ lớn mật dám giữ cả ngự tiền thị vệ ư thật là một chuyện kỳ văn hiếm có chắc các vị thua bạ rồi có đúng thế không trường khang niên gật đầu nhăn nhó cười đáp bọn nô tài bảy tên đến sòng tài xỉu đánh bạc còn mẹ nó không hiểu sòng bạc có ma quỷ hay sao mà mở lên 13 tiếng, tài. Bảy anh em nô tài thua hết trên một ngàn lạng, đến tiếng thứ 14, triệu nhị ca và nô tài đều nhất quyết tiếng này phải là, siêu. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp, hỏng rồi, hỏng rồi, chắc lại, tài, nữa. Trương Khang Niên nói, đáng tiếc bọn nô tài không mời tổng quản đưa đi nên mới bị mắc bẫy chúng. Cả bảy tên trong bọn nô tài móc hết ngân phiếu trong mình ra đặt xuống cửa, siêu hỡi ơi, vì tiểu bảo cười hỏi, mở bạc ra lại, tài, nữa phải không? Trường Khang Niên bóp chặt hai tay lại tỏ ra hết đường. Hắn đáp nhà kết toan thu bạc, bọn nô tài không cho và bảo y, cổ lai khắp thiên hạ chẳng có sòng nào mở 14 tiếng, tài, lên bao giờ? Đây nhất định là chuyện cờ gian bạc lận. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Chùa sòng vội ra dàn xếp nói là tiếng này bỏ đi không ăn mà cũng không giam. Vì tiểu bảo hỏi, thế rồi sao nữa? Trương Khang Niên kể tiếp triệu đại ca bảo, không được, tiếng này nguyên là bạc, xỉu, nhà cái đã đụng tay vào, bọn ta thua nhiều rồi, lần này mới thắng sao lại không giam. Vì tiểu bảo cười nói, còn mẹ nó, các vị thật là mặt lầy, hiển nhiên thua bạc rồi còn cãi cối, đừng nói 14 tiếng, tài, bạc rền đến 24 tiếng, ta cũng thấy qua rồi. Trương Khang Niên kể tiếp chủ sòng cũng bảo thế, triệu nhị ca liền nói, chúng ta ở dưới chướng thiên tử tại thành Bắc Kinh chẳng bao giờ có chuyện này. Rồi in nổi nóng, nô tài cũng rút đao ra, chủ sòng sợ tái mặt liền dàn xếp, bọn tiểu nhân được các vị thị vệ đại nhân đến chơi là hân hạnh lắm rồi. Khi nào bọn tiểu nhân dám lấy tiền của các vị đại nhân? Các vị đã thua bao nhiêu, bọn tiểu nhân xin hoàn lại. Triệu nhị ca liền bảo, hay lắm, bọn ta không thua, mà bị các ngươi đánh bạc bịp lấy mất 3.153 lạng bạc chỗ lẻ bỏ đi không kể coi như vận suối mà thôi. Người chỉ hoàn lại ta ba ngàn lạng là xong, vì tiểu bảo nổi lên chàng cười ha hả dắt tay Trương Khang Niên đi vào vườn hoa rồi hỏi, thế là các vị phát tài rồi con gì? Chủ sòng có trả đủ số không? Trương Khang Niên đáp, chủ sòng là người biết điều lại mau mắn. Hắn nói, dù là hạng quang côn đi ăn cơm hớt trên trốn gian hồ, cũng phải lấy nghĩa khí bạn bè làm trọng. Hắn đem ngay ba ngàn lạng bạc trao cho triệu nhị ca triệu nhị ca đón lấy bạc rồi, đã chẳng cảm ơn câu nào, lại còn ra điều trịch thượng bảo, thế là ngươi may lắm đó. Lần sau còn các tệ bịp người thì ta quyết chẳng dung tha. Vì tiểu bảo trao mày nói, nếu thế thì triệu tế hiền trái quá rồi, người ta đã lịch sự giữ thể diện cho mình, thì còn nói khích bác làm chi. Trương Khang Niên đã tổng quản dạy phải lắm, nô tài cũng nghĩ vậy, giả tỷ triệu nhị ca nói đôi lời dễ nghe thì đã không thành chuyện. Như nghi lấy bạc rồi còn thốt ra những điều khinh bạc làm thương tổn đến lòng tự ái của người ta một cách quá đáng. Hồi 154, Lão Hương Nông Bản lãnh kinh người. Vì tiểu bảo nói, phải rồi, chúng ta trà trộn vào trốn giang hồ ăn cơm hớt thiên hạ. Dù trộm cắp lừa gạt cũng không sao, nhưng chẳng thể đắc tội với hảo bằng hữu trương Khang Niên ngoài miệng vâng giả nhưng bụng nghĩ thầm. Bọn mình hiển nhiên làm đương sai tại Hoàng Cung, y làm đến khâm sai Đại Thần hàm phong nhất đằng tử tước. Sao y lại bảo là bọn ăn cơm hớt trên trốn giang hồ? Hắn không biết đây là vi tiểu bảo nói về chuyện ngày trước gã ở thành Dương Châu vẫn la cả vào các sòng bạc, thường gặp những kẻ lừa gạt trộm cắp bị người ta bắt. Chúng thường dùng những câu nói huynh hoang này để chữa thẹn. Vi tiểu bảo lại hỏi tại sao xảy chuyện ẩu đà? Võ công chủ sòng cao thâm lắm phải không? Trương Khang Niên đã không phải thế triệu nhị ca cùng thuộc hạ lấy bạc rồi toan rời khỏi đổ trường thì trong đám con bạc có người lên tiếng chửi đồng, con mẹ nó. Sao chúng phát tài dễ thế? Bọn mình, bọn mình còn đánh bạc làm đếch gì? Sao không kéo cả vào hoàng cung trầu trực, lão hoàng đế, hay hơn? Hắn đừng lại một chút rồi tiếp thưa vi tổng quản, lúc tên phản tặc này nói đến đức hoàng thượng, hắn đã thốt ra những câu thậm bất kính. Nô tài không dám kể hết lời, vì tiểu bảo gật đầu đáp ta hiểu rồi thằng cha đó quả là lớn mặt trương khang niên nói bọn nô tài thấy hắn hỗn sược dĩ nhiên nổi giận bừng bừng triệu nhị ca quảng bạc xuống bàn rút đơn đao ra tay trái y nắm lấy trước ngực người kia hắn liền vung quyền đấm binh một cái vào đầu triệu nhị ca làm cho y phải té xiêu bọn nô tài còn sáu người nhất tề xông vào động thù tên phản tập này võ công không phải tầm thường nô tài chưa nhìn rõ đã bị hắn đấm một quyền vào mặt hất té ra ngoài cửa phòng, rồi lập tức tối tăm mặt mũi xỉu đi không biết gì nữa. Trương Khang Niên thở dài nói tiếp khi nô tài hồi tỉnh thấy triệu nhị ca cùng năm anh em khác đều nằm sóng sượt dưới đất. Tên phản tặc đạp một chân lên đầu triệu nhị ca quát mắng, sáu tên xúc sinh này phải chuộc mỗi tên một ngàn lạng. Người mau đi lấy bạc đến đây thì lão ra tha cho lão gia chỉ chờ trong vòng 2 giờ mà không thấy ngươi đem bạc tới là lão gia mổ chúng làm thịt bán, cứ mỗi cân 10 lạng là đủ. Mỗi tên xúc sinh có thể bán được hơn ngàn lạng bạc. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi lại vừa buồn cười hỏi tiếp thằng cha đó ở phe phái nào, lộ số làm sao? Trương Huynh có nhận ra không? Trương Khang niên đá, người đó thân thể rất hùng tráng, nắm tay hắn còn lớn hơn bát ăn cơm, mặt loang lổ và dâu quay nón, mặc áo rách tả tơi chẳng khác một lão khiếu hóa. Vì tiểu bảo hỏi, hắn có bao nhiêu đồng bọn? Trương Khang Niên ngập ngư ung đáp, cái đó, cái đó, thuộc hạ cũng không rõ. Trong sòng bạc lúc đó còn lại 17, 18 người, chẳng hiểu có phải là động bạn của hắn không? Vì tiểu bảo biết Trương Khang Niên bị đánh tối tăm mặt mũi, chỉ mong chạy thoạt thân, không dám nhìn kỹ. Gã nghĩ thầm trong bụng, lão khiêu hóa này nhất định là một tay hảo hán trên trốn giang hồ. Y thấy bọn thị vệ đánh bạc hành động ngang tàng không nhịn được mới ra tay. Còn câu y bảo mổ bọn thị vệ làm thịt bán thì cái đó chưa chắc. Nếu ta điều động đại đội nhân mã đến đánh một mình y thì không phải hành vi của bậc anh hùng. Rồi gã tự nhủ nếu mã hương chủ biết việc này, tất y cười bọn thị vệ dưới chướng mình toàn là đồ vô dụng. Gã lại tính thầm, lão khiêu hóa này võ công vào hạng rất cao thâm, ta đi cầu sư phụ đối phó với y nếu lão nhân gia chịu viện trợ thì việc bắt y không thành vấn đề, nhưng đời nào sư phụ lại chịu ra sức giúp bọn thị vệ ở trong cung để đắc tội với đồng đảo võ lâm. Gã nghĩ tới đây rồi biết chắc dùng bọn phong tế chung, từ thiên xuyên cũng không ổn được. Đột nhiên vi tiểu bảo nhớ tới hai người liền quyết định, được rồi, ta kêu bọn họ đi với mình là xong. Đoạn gã bảo trương khang nhiên, trương đại ca bất tất phải hoang mang, để ta thân hành tới nơi xem sao trương khang niên lộ vẻ mừng vui nói giả dạ, dạ, thuộc hạ đi kêu một trăm người theo vi tổng quản chắc là đủ rồi vi tiểu bảo lắc đầu đáp bất tất phải đem nhiều người đi trương khang niên nói tổng quản nên cẩn thận là hơn thủ cước lão khiếu hóa này thực sự rất ghê gớm vi tiểu bảo cười đáp không lo đã có ta gã về phòng mình lấy một sấp ngân phiếu mười mấy đĩnh vàng bỏ vào túi rồi đến ngoài thiên phòng mé đông gõ cửa hỏi hai vị có trong này không Cửa phòng mở, Lục Cao Hiên ra đón vào. Vì tiểu bảo nói, hai vị hãy đi theo bản xứ, chúng ta cần làm một việc. Lục Cao Hiên và ủy tôn giả đồng thanh đáp xin tuân lệnh, rồi theo vi tiểu bảo ra đi. Lục Cao Hiên và ủy tôn giả ăn mặc theo sắc phục của quân sĩ Tông Kiêu Kỵ Doanh, vẫn tùy tùng để bảo vệ cho vi tiểu bảo từ Côn Minh về tới đây. Hai người sợ bị bại lộ hành tung nên không làm một việc gì, suốt ngày ru rú trong nhà, buồn đến chết bây giờ chúng được vi tiểu bảo kêu đi hoạt động, trong lòng rất cao hứng, hăm hở đi ngay. Trường Khang Niên thấy vi tiểu bảo chỉ đem hai tên quân sĩ ở kiêu kỵ doanh đi theo thì trong lòng không khỏi lo ngại, nói tổng quản đại nhân, thuộc hạ đi kêu thêm mấy anh em thị vệ bảo hộ cho tổng quản. Vi tiểu bảo cười đáp không cần, đi nhiều càng thêm bận, trường đại ca cho một trăm tên đi. Nếu họ bị bắt giữ mà mỗi mạng phải chuộc một ngàn lạng bạc thì ta mất số mười vạn lạng há chẳng đau xót ư. Bây giờ chúng ta đi bốn người, nếu bị bắt chỉ mất bốn ngàn lạng thì chẳng có chi đáng kể, ta khỏi phải quan tâm. Trường Khang Niên biết gã nói đùa, nhưng chỉ có hai tên quân đi theo là mạo hiểm quá chừng, hắn rất lấy làm áy náy. Hắn liền nhắc nhở, dạ, dạ, có điều tên phản tặc kia rất cao cường, vì tiểu bảo nói, được rồi, ta sẽ thử tỷ đấu với hắn, nếu ta thua sẽ xin hắn đừng mổ đem bán thịt là xong. Trường Khang niên cặp lông mày nhăn tít, lại không dám nói nữa. Hắn có biết đâu hai tên quân sĩ ở kiêu kỵ danh này bản lãnh rất cao thâm, đều là nhân vật đứng vào hạng nhất trong võ lâm. Ngay một mình ủy tôn giả đã đủ chống chọi với thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm, nay lại thêm Lục Cao Hiên nữa thì dù có cả thập bát La Hán chùa Thiếu Lâm cùng đến đây cũng không sợ thất bại hiện giờ chỉ phải đối phó với một tên vô lại trong đồ trường thì bất luận võ công hắn cao thâm đến đâu cũng chẳng thể nào hạ được hai nhân vật của thần long giáo này. Trường Khang Niên dẫn Vi Tiểu Bảo đến đồ trường, vừa tới cửa đã nghe trong sòng có người lớn tiếng quát đôi thiên bài của ta, ngoại trừ cặp chí tôn bảo, còn thì khắp thiên hạ không ai địch nổi. Một người khác cười ha hà nói, xin lỗi ông bạn, tiểu đệ mới rút được một con sau điểm và một con ba điểm bỗng nghe đánh, đét, một tiếng. Dường như người nói trước vật con bài xuống bàn rồi lớn tiếng thoá mạ. Vì tiểu bảo cùng Trương Khang Niên đưa mắt ra hiệu cho nhau. Hai người cùng nghĩ bụng, sao bọn họ lại còn mở cuộc bài bạc với nhau. Vì tiểu bảo rào bước tiến vào. Trương Khang Niên nơm nớp, theo sau. Lục Cao Hiên và Ủy Tôn Giả tới trước sảnh đường liền đứng lại chờ chỉ thị của Vi tiểu Bảo. Trong sảnh đường kê một cái bàn lớn, bốn người chia ra ngồi bốn góc đang đánh bạc triệu tế hiền và năm tên thị vệ vẫn nằm co dưới đất mé đông là người dâu quay nón quần áo rách dưới thủng trăm chỗ để hở lông lá và da thịt đen xì chính là láo khiếu hóa đó. mé nam một gã thanh niên thư sinh tướng mạo anh tuấn ngồi vì tiểu bảo vừa ngó thấy không khỏi sửng sốt tự hỏi đúng hắn rồi sao hắn lại ở đây nguyên người này là lý tây hoa dạo trước ở bắc kinh vi tiểu bảo đã được gặp rồi võ công lý tây hoa rất cao thâm nhưng hắn trúng phải, ngưng huyết thần trảo, của Trần Cận Nam. Từ đó trở đi không thấy mặt hắn đâu nữa. Ai ngờ nay Vi Tiểu Bảo lại gặp hắn ở trong sòng bạc thành Liễu Châu. Nhân vật ngồi mé tây có vẻ là một hương nông lối 50 tuổi. Lão này mặc áo vải, vẻ mặt nhăn nhó ra chiều buồn bã. Cặp lông mày rủ thấp, hiển nhiên lão thua cay không móc đầu lên được. Ngồi ở mẽ bắc là một người tướng mạo rất kỳ dị. Người này luôn tịt lại béo chùn béo chụt. Toàn thân hắn coi chẳng khác nào một trái banh thịt, nhưng quần áo hắn rất trang trọng. Áo trường bào và áo choàng đều bằng gấm đoạn, ngũ quan trên mặt xuống xít cả vào một chỗ, tựa hồ bị người ta vo tròn lại với nhau. Người luồng tịt và mập ú tay cầm hai con bài, cặp mắt lớn nhắm lại chỉ còn bằng sợi dây. Hắn chú ý nhìn vào con bài, vì tiểu bảo tự hỏi chẳng hiểu Lý Tây Hoa còn nhận được ta không? ta cách biệt hắn đã lâu ngày mà bây giờ mình lại mặc quan phục thì chắc hắn không thể nhận ra được. Âu là ta cứ từ từ quan sát xem sao, không nên hô hoán hắn vội. Gã nghĩ vậy rồi tươi cười cất tiếng hỏi, thưa bốn vị bằng hữu, thấy bốn vị chơi bài thú qua, tiểu đệ cũng muốn vào ngồi một cửa được chăng? Gã vừa nói vừa tiến gần vào, vì tiểu bảo thấy tiền bạc trắng xóa trên bàn, cả thảy đến năm sáu ngàn lạng, đống bạc của lão hương nông nhiều hơn hết vì tiểu bảo nghĩ thầm lão này được nhiều thì phải thế mà sao lão đeo bộ mặt đưa ma tựa hồ đã bị thảm bại mới thật là kỳ lại thấy người vừa lùn vừa mập đưa ba ngón tay bằng ba trái chuối từ từ sờ vào con bài đột nhiên hắn là lên một tiếng trời ơi vì tiểu bảo bỗng giật bắn người lên lão lùn mập lại cười hô hố nói tuyệt diệu thật là tuyệt diệu thử xem phen này có ăn được lão không hắn nói rồi vật quân bài đánh đét một cái xuống bàn chính là con, Mai Hoa, 10 điểm. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, trong tay hắn chắc còn con Mai Hoa nữa. Cặp Mai Hoa là nước bài cao lắm rồi. Mọi người vừa ngó thấy đều ngạc nhiên, nhưng rồi ai nấy đều cười ồ, nguyên con này là tứ lục, cộng lại cũng là 10 điểm. 10 điểm với 10 điểm vẫn là bế thập, trong bài cửu bế thập là nước bài thấp nhất. Huống chi hắn lại là nhà con, dù nhà cái có phải bế thập cũng vẫn ăn được bế thập của nhà con lão hương nông vẫn mặt buồn rười rượi vì tiểu bảo thấy trước mặt lão là một đôi cửu mà lão lại làm cái thì nước bài còn cao hơn nhiều gã nghĩ bụng lão này nét mặt vẫn lầm lì thế mới là tay cờ bạc lợi hại nên biết người đánh bạc thua chẳng trồm lên được không hí hửng mới là cao thủ trong đồ lâm con người như vậy thua hay được là trông và vẫn hên xui chứ chẳng thể lấy thành bại luận anh hùng lão lùn mập thấy mọi người cười rộ lấy làm kỳ hỏi, có gì đáng cười đâu. Rồi hắn quay sang nhìn lão hương nông nói, ta có một đôi 10 điểm là vừa đủ thắng một đôi 9 điểm của lão. Lấy trăm lạng bạc giam vào cho ta đi. Lão hương nông lắc đầu đáp, thế là ông bạn thua chứ không phải lão hán thua. Lão lùn mập tức giận la lên, phải chăng lão khinh nhờn ta? Lão thử đếm đi coi. Này nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con bài kia cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hai con cùng 10 điểm thì chẳng phải là đôi, thập điểm, thì còn là đôi gì? Vì tiểu bảo liếc nhiên trương khang niên nghĩ bụng để cho thằng cha này làm ngự tiền thị vệ thì phải. Thua cũng cãi cối là được. Lão hương nông vẫn lắc đầu đáp đó là, bế thập, ông bạn thua rồi, lão lùn mập vẻ mặt hầm hầm tức giận đứng phát dậy. Không ngờ lão đứng lên lại thấp đi một cái đầu, vì trước lão ngồi trên ghế, hai chân lơ lửng nên cao hơn hắn đứng hắn chĩa ngón tay lớn bằng trái chuối chỉ vào mũi lão hương nông lớn tiếng quát bài của ta bế thập thì bài của lão bế cửu bế thập dĩ nhiên cao hơn bế cửu lão hương nông đáp bài của lão hán là một đôi cửu còn bài của ông bạn là bế thập bế thập tức là bét rồi lão lùn mập vẫn lớn tiếng hiển nhiên lão khinh khi ta quá lắm vì tiểu bảo không nhịn được xen vào lão huynh bài của lão huynh không thành đôi rồi gã bới ở trong đám bài bỏ đó lấy ra một con, mai hoa, một con, tứ lục. Gã đặt vào bên con, mai hoa, và con, tứ lục, của lão lùn mập, nói tiếc thế này mới là thành đôi. Bài của lão huynh cũng mười điểm nhưng không giống nhau. Một con, mai hoa, toàn đen. Một con, tứ lục, có điểm đỏ thì thành đôi thế nào được? Lão lùn mập không chịu trò vào cặp chín điểm hỏi, hai con chín điểm của y có giống nhau đâu? Một con toàn đen, một con có màu đỏ, nghĩa là cũng không giống nhau. Làm sao 9 điểm lại lớn hơn 10 điểm được? Vì tiểu bảo thấy hắn cãi chầy cãi cối, trong lúc nhất thời không thể giải thích rõ được. Gã đành đáp lệ luật của bài cầu là như vậy, trước nay bao giờ cũng thế. Lão lùn mập hỏi, dù trước nay bao giờ cũng thế nhưng vẫn không thông. Không thông là không được rồi, chúng ta có bàn đến chuyện hợp lý, hay không cần đếm xỉa đến lý luận. Lý Tây Hoa và lão khiếu hóa chỉ ngồi cười rùi chứ không nói gì. Vì tiểu bảo mỉm cười đáp đánh bạc dĩ nhiên phải có lề luật. Không có lề luật thì còn đánh bạc thế nào được? Lão lùn mập hỏi, được lắm, vậy ta hỏi chú, làm sao đôi 10 điểm của ta lại không được cặp 9 điểm của hắn? Hắn nói rồi cầm hai con, mai hoa, vật xuống trước mặt. Vì tiểu bảo la lên, ô hay, bài của lão huynh có phải đôi này đâu. Lão lùn mập tức giận đến cực điểm. Hắn phùng má trợn mắt quát thằng lòi khốn kiếp kia, ai bảo đôi này không phải của ta hắn vừa nói vừa quật cặp, mai hoa, xuống bàn đánh, chát, một tiếng. Rồi hắn lại lật lên nói tiếp vừa rồi ta quật bài xuống bàn hãy còn để giấu lại đây. Người mở mắt ra mà coi, mọi người nhìn trên mặt bàn thấy vết quân bài rất rõ. Chỗ bài vật xuống mặt bàn lõm vào, thủ kình của hắn thật là ghê gớm. Vì tiểu bảo há miệng líu lưỡi chưa kịp trả lời thì lão hương nông lên tiếng, phải rồi, phải rồi, lão huynh được rồi, một trăm lạng bạc đây. Lão lấy một thoi bạc lớn đặt xuống trước mặt lão lùn mập. Tiếp theo lão cầm 32 con bài đảo một hồi rồi chia làm bốn phần, mỗi phần 8 con, bày rất ngay ngắn. Lão hương nông xếp bài ngay ngắn rồi nhẹ nhàng đẩy một sấp bài ra giữa bàn. Tiếp theo lão đẩy đống bạc lớn trước mặt ra ngoài. Vì tiểu bảo nhanh mắt đã nhìn thấy trên mặt bàn in vết cả 32 quân bài và gã không hiểu lão Hương nông làm cách nào thành hiện tượng như thế được. Vừa rồi lão lùn mập vật mạnh quân bài xuống khiến cho mặt bàn lõm vào, thủ kình đã là ghê gớm. Bây giờ lão Hương nông nét mặt vẫn thản nhiên, tay cầm bài chia một cách tự nhiên tuyệt, không ra vẻ phát huy kinh lực mà khiến cho 32 quân bài in vết trên bàn. Tuy những vết này không sâu bằng vết cặp mai hoa vừa rồi, chỉ lờ mờ như có như không tinh mắt mới nhìn thấy, nhưng thủ pháp cầm vật nặng cũng như vật nhẹ đủ tỏ võ công của lão hương nông ít ra là chẳng kém gì lão lùn mập. Lão hương nông đầy bạc ra đã che đi phần lớn những vết quân bài. Về nghề đánh bạc vi tiểu bảo đã thành thạo từ thuở nhỏ. Gã chỉ liếc mắt một cái đã ngó thấy thiên bài, địa bài, nhân bài đều xếp thành đôi. Gã còn biết đây là lão hương nông đã ngấm ngầm hí lộng quỷ thần lão lùn mập đặt 200 lạng bạc xuống cửa thiên môn rồi hô lớn, gieo thò lò đi, gieo thò lò đi, hắn lại nhìn Lý Tây Hoa và lão khiếu hóa dục đặt tiền lệ đi, sao còn lưng khương hoài. Lý Tây Hoa cười đáp, lão huynh nóng nảy quá, nếu vậy hai vị hãy đánh với nhau đi. Lão lùn mập nói, càng tốt, rồi quay sang hỏi lão khiếu hóa, ông bạn có đặt tiền không? Lão khiếu hóa lắc đầu đáp, lão phu không đặt, bế thập, mà ăn, bế cừu. Lối bài câu này lão phu không hiểu lão lùn mập tức giận hỏi, phải chăng lão bảo ta đánh không đúng luật? Lão khiêu hóa cãi, lão phu chỉ nói mình không hiểu chứ có bảo lão huynh chơi không đúng kiểu đâu. Lão lùn mập tức giận thoá mà, còn mẹ nó, toàn là hạng chẳng ra gì. Này, còn thằng nhỏ kia nữa, người có đánh không mà cứ lém miệng hoài. Câu này dĩ nhiên hắn nói với vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo cười hỏi lại, tại hạ chung với nhà cái, vị đại ca này, tiểu đệ làm cái chung với đại ca được chăng? gã vừa nói vừa bốc ra một nắm vàng đĩnh bỏ xuống bàn kim quang sáng rực chỗ này ít ra có đến trên ngàn lạng bạc lão hương nông đáp hay lắm tiểu huynh đệ phước to mạnh lớn chắc là thắng lão lùn mập lại tức mình hỏi lão nói vậy thì ta chỉ có phần thua thôi ư vì tiểu bảo cười đáp nếu lão huynh sợ thua đau thì đặt ít đi cũng được lão lùn mập càng tức lớn tiếng ta đặt thêm hai trăm lạng hắn lại lấy hai đĩnh bạc lớn nữa đặt xuống cửa thiên môn Lão Hương Nông nói, tiểu huynh đệ mới tay hên vận hãy gieo thỏ lò đi. Vì tiểu bảo đáp được lắm, gã lượm bộ thỏ lò cầm tay lắc một chút liền biết có đồ trì, trong bụng mừng thầm tự nhủ xong bạc ở đây quả nhiên chơi được. Gã chỉ sợ lâu nay không luyện tập, thủ pháp kém linh hoạt. Nhưng thấy trong con thỏ lò đồ trì, gã rất yên lòng, miệng lâm dâm khấn khứa, thiên linh, địa linh, đổ thần bồ tát đệ nhất linh, những tiểu quỷ thỏ lò ở đâu ra mà khiêng bạc cư khiêng từng thoi một vào nhà cho ta ăn hết, rồi gã quát lên một tiếng, xoay tay một vòng gieo thò lò xuống. Quả nhiên được bảy điểm, cửa thiên môn lấy phần bài thứ nhất, nhà cây lấy phần thứ ba. Vì tiểu bảo nhìn vết quân bài trên mặt bàn đã biết lão lùn mập được một con, tứ lục, một con, hổ đầu, trừ hàng chục đi chỉ còn một điểm. Còn phần của gã là đôi địa bài, gã vừa gieo thò lò vừa bảo lão hương nông, lão huynh, tiểu đệ gieo thò lò lão huynh coi bài, được hay thua trông vào thiên mệnh, lão hương nông cầm bài lên coi rồi gấp lại để xuống bàn. Lão lùn mập cười khẩy một tiếng vật con tứ lục lên nói, 11 điểm, tuyệt diệu, đoạn lão thỏ tay lật bài của nhà cái lên đếm, 1, 2, 3, 4, tất cả 4 điểm, thế là ta thắng rồi, vì tiểu bảo cùng lão hương nông ngơ ngác nhìn nhau, lão lùn mập dục giam tiền lẻ đi, vì tiểu bảo hỏi, cứ nhiều điểm là được, ít điểm là thua bất chấp thiên cống địa cống thành đôi hay không cũng được ư lão lùn mập đáp chẳng thế thì còn gì nữa chẳng lẽ ngươi có bốn điểm đòi ăn của ta hai mươi điểm vì tiểu bảo nói được rồi vậy cứ theo cách này gã cầm bốn đĩnh vàng nhỏ đưa ra nói mỗi đĩnh vàng này ăn một trăm lạng bạc lão huynh đặt tiền đi lão lùn mập khoan khoái cười nói ta vẫn đặt bốn trăm lạng nếu đặt nhiều sợ các vị thua đau xót ruột hồi một trăm năm mươi lăm trong sòng bạc chạm trán cửu nhân. Vì tiểu bảo nhìn vết bài trên bàn, gieo thò lò xuống thành 5 điểm. Nhà cái lấy bài trước tiên là một cặp thiên bài. Lão lùn mập rút được một con trường tam và một con bản đăng. Cả hai con này góp lại chưa nhiều điểm bằng một con thiên bài. Miệng hắn cào nhào thoá mà, nhưng cũng chịu thua, hắn lại lấy 400 lạng bạc ra đặt. Lão lùn mập đánh ba ván thua hết sạch sành xanh, trước mặt không còn lấy một lạng bạc hắn đỏ bừng mặt lên coi như một trái banh máu hai bàn tay to tướng của hắn sờ soạng khắp chỗ trong mình nhưng sờ mãi chẳng thấy vật gì đem ra đặt cửa được hắn chợt nhớ tới triệu tề hiền nằm dưới đất liền hỏi anh chàng kia cũng đáng mấy trăm lạng lão phu đặt cửa bằng hắn được không hắn vừa nói vừa kéo triệu tề hiền đặt nằm ngang trên bàn bạc triệu tề hiền đã bị điểm huyệt không nhúc nhích được để mặc ai muốn làm gì thì làm lão khiêu hóa bỗng cất tiếng hãy khoan mấy tên thị vệ này do tại hạ bắt được sao lão huynh lại đem ra đánh bạc lão lùn mập đáp mượn tạm một chút không được hay sao lão khiêu hóa hỏi vặn được chẳng nói làm chi nhưng thua thì đòi vào đâu lão lùn mập chưng hừng một chút rồi đáp không thể thua được lão khiêu hóa hỏi giả tỷ lão huynh đang vận suối thua nữa thì làm thế nào lão lùn mập đáp cái đó dễ lắm trong thành liễu châu hiện nay nhan nhản những ngự tiền thị vệ có thiếu gì đâu tại Hà sẽ bắt mấy tên để trả lại là xong. Lão khiêu hóa gật đầu nói, nếu vậy thì được, lão lùn mập thúc giục vì tiểu bảo, gieo thò lò lẹ đi. Vì tiểu bảo nhìn lão hương nông nói, xin lão huynh lại rửa bài, xếp bài như trước. Lão hương nông không nói gì, Lặng lặng xoa 32 con bài trên mặt bàn một lúc rồi xếp thành bốn phân. Vì tiểu bảo giò ngó không khỏi giật mình kinh hãi, vì trên mặt bàn chẳng những không có vết bài mới mà cả những vết cũ cũng bị lão vận nội lực xóa đi hết chỉ còn mấy chục đường ngang vạch dọc trông không có rõ gì nữa giả tỷ lẫn lùn mập đặt cửa bằng vàng bạc thì vi tiểu bào chẳng quan tâm để lão hương nông đánh với hăn ai thua ai được cũng không can gì đến gã nhưng bây giờ lão lùn mập lại đặt cửa bằng triệu tề hiền mà minh không ăn được thì hỏng bét gã không biết những quân bài lớn ở chỗ nào thì tài gieo thò lò của gã cũng bằng vô dụng gã liền nói, chỉ có hai người đánh, hà tất phải chơi bài cầu Sao bằng cứ xeo thỏ lò ai nhiều điểm là được. Lão lùn mập gục gặc cái đầu đáp, lão ra thích đánh bài cầu Vì tiểu bảo hỏi, lão huynh không hiểu bài cầu thì đánh làm chi? Lão lùn mập nổi giận, túm lấy ngực vi tiểu bảo nhấc bổng lên vừa lắc vừa thoá mạ. Còn bà nó, mì bảo ta không hiểu bài cầu ư. Vì tiểu bảo bị hắn lắc một hồi, bao nhiêu khớp xương toàn thân bật lên những tiếng, rắc rắc bỗng nghe phía sau có tiếng người la, sư ca, buông xuống mau, không làm thế được, chính là thanh âm ủy tôn giả. Lão lùn mập một tay vẫn sách vi tiểu bảo giơ lên, mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, ô hay, người ở đâu đến đây, sao lại không được, lại nghe thanh âm lục cao hiên cất lên, cao tôn giả, vị này là vi, vi đại nhân, một nhân vật rất nhiều lai lịch, tôn giả chớ đắc tội với y, mau mau đặt y xuống. Lão lùn mập ngập ngừng hỏi, y là... Vi, con mẹ nó, vi tiểu bảo phải không? Này ta mới kiếm được gã. Bỗng hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, tay vẫn nắm giữ vi tiểu bảo. Quỷ tôn giả và lục cao hiên cùng đứng ra ngăn chặn. Lục cao hiên hỏi, cao tôn giả, tôn giả đã biết lai lịch của vi đại nhân sao còn vô lễ như vậy? Màu màu buông tay ra, lão lùn mập đáp dù là giáo chủ thân hành tới đây ta cũng không tha, trừ phi có thuốc giải đưa ra. Quỷ tôn giả hỏi, sư ca đừng làm nhộn nữa, sư ca không uống, cái đó, thì cần lấy thuốc giải làm chi? Lão lùn mập đáp, hừ, người thì biết cái gì mà hỏi, tránh ra đi, không thì đừng trách ta đây bất lịch sử. Vì tiểu bảo lơ lửng trên không nhưng nghe ba người đối đáp, gã xoay chuyển ý rồi hiểu ngay, bụng bảo giả, té ra lão lùn mập này là cao tôn giả, sư huynh của ủy tôn giả. Ngày trước hắn ở công tử Ninh, ẩn trong chăn mụ điếm giả. Cả đôi cùng lõa thể hắn đã ôm mụ kia chạy trốn. Hôm ấy hắn chạy nhanh quá ta không trông rõ mặt. Đúng rồi, người hắn lùn tịt và béo chùn béo chuột coi chẳng khắc một trái banh thịt. Chính hắn rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Vì tiểu bảo xoay chuyển ý nghĩ quỷ tôn giả đã nói ngày trước hắn đi theo sư huynh là cao tôn giả. Vâng lệnh giáo chủ ra hải ngoại làm việc. Hai người đang lênh đênh trên mặt biển thì gặp gió bão, không thể trở về đúng hẹn, nên phải uống độc long hoàn. Chất độc phát tác, vì tôn giả biến thành cao nghếu cao nghều mà gầy khẳng gầy kheo. Còn cao tôn giả biến thành lùn tịt lại mập thù lù. Thật đáng tức cười, hai lão này đã uống thuốc giải thì lão cao tôn giả vừa lùn vừa mập kia còn đòi lấy thuốc giải làm gì? À phải rồi, mụ điếm giả giả thái hậu còn chất độc cửu long hoàn ở trong người chưa được giải trừ. Thằng cha cao tôn giả này lại ngủ chung chăn với mụ, dĩ nhiên là thân nhau lắm. Gã nghĩ tới đây liền lớn tiếng hỏi, lão huynh muốn lấy thuốc giải độc long hoàn mà sao không buông ta xuống lẹ đi. Cao tôn giả vừa nghe thấy ba chữ, độc long hoàn, da thịt toàn thân run lên bần bật. Hắn co tay mặt lại được vi tiểu bảo xuống. Hắn lại chìa tay trái ra la lên, đưa đây, lẹ lên, vi tiểu bảo đáp lão vô lễ với ta như vậy ư. Hừ hừ, gã thỏ tay vào bọc lấy tấm ngũ long lệnh ra lớn tiếng quát, cái này là cái gì? Cao tôn giả sắc mặt biến đổi, bất giác lùi lại một bước. Vì tiểu bảo lại hỏi, cao tôn giả, vừa rồi lão đã nói gì? Cao tôn giả đột nhiên nhảy vọt lại, tay trái hắn nắm lấy sau lưng vi tiểu bảo, miệng quát lớn, lấy thuốc giải cho mau, bàn tay to tướng của hắn nắm vào chỗ huyệt đại truy. Hắn chỉ nhà trường lực ra một chút là lập tức vi tiểu bảo phải đứt hết tâm mạch. Quỷ tôn giả và lục cao hiên đồng thời la hoảng, không làm thế được, không làm thế được, tiếng quát chưa dứt trên minh cao tôn giả đồng thời bị ba bàn tay đặt vào bàn tay của lão khiếu hóa đè lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn bàn tay lý tây hoa ấn vào huyệt ngọc trâm ở sau gáy còn lão hương nông để bàn tay vào trước mặt ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mí mắt cao tôn giả huyệt bách hội và huyệt ngọc trầm là hai huyệt trọng yếu trong người còn hai ngón tay của lão hương nông chỉ ấn mạnh một chút là móc được trong mắt của cao tôn giả ra cao tôn giả người lùn quá còn thấp hơn vi tiểu bào nửa cái đầu. Thậm chí ba lão đồng thời động thủ đều nhắm vào khu vực ở trên đầu hắn, vì huyệt đạo trước ngực và sau lưng đều không với tay tới được. Quỷ tôn giả và lục cao hiên biết ba người động thủ là những nhân vật võ nghệ cao cường. Nếu cả ba đồng thời nhà kinh lực ra thì e rằng cái đầu tròn chính của cao tôn giả phải nát như, liên đồng thanh la, không làm thế được, không làm thế được, lão khiêu hóa nói, lão lùn này, mau buông tay ra. Cao tôn giả đáp gã chịu đưa thuốc giải là ta tha liền. Lão khiêu hóa quát nếu lão không buông là ta nhả kinh lực ra đó. Cao tôn giả nói chết thì cùng chết cả. Đột nhiên ủy tôn giả thò tay vào dưới nách lão khiêu hóa. Lục Cao Hiên nắm lấy sau gáy Lý Tây Hoa. Cả hai lão ủy tôn giả và Lục Cao Hiên đứng rất gần. Mình lại mặc sắc phục quân sĩ kiêu kỵ doanh. Lão khiêu hóa và Lý Tây Hoa tuy nghe hai người này có quen biết cao tôn giả nhưng không ngờ võ công họ cao cường đến thế. Chỉ một chiêu hai lão liền bị kềm chế, hai lão ủy, lục đồng thanh hô, mọi người đều buông tay hết ra. Lão hương nông buông tay ở mặt cao tôn giả, nhưng hai tay lão nắm vào sau lưng ủy tôn giả và lục cao hiên. Lão nói, hai người hãy buông tay trước. Lão khiêu hóa cười rộ nói, ha ha, thật đáng tức cười, thú quá, thú quá. Lão buông tay ra nhưng lại chụp nhanh như chớp vào sau gáy lão hương nông biến diễn này khiến cho cả bảy người là vi tiểu bảo cao tôn giả lý tây hoa lục cao hiên ủy tôn giả lão hương nông và lão khiếu hóa đều bị kiềm chế theo thế liên hoàn huyệt đạo trọng yếu của mỗi người đều ở dưới bàn tay người bên cạnh chỉ trong khoảnh khắc cả bảy người đều trơ ra như tượng gỗ chẳng ai dám nhúc nhích ngoại trừ vi tiểu bảo là người biết rõ thân thế cao tôn giả còn sáu người kia chẳng hiểu người kiềm chế mình là ai vì tiểu bảo la lên, Trương Khang Niên, người ở đây làm chi? Lúc này trong đồ trường chỉ có một mình Trương Khang Niên là ở ngoài vòng cương tòa. Y nghe vi tiểu bảo hô hoán liền dạ một tiếng, Trương Khang Niên rút yêu đao ra đánh soạt một cái. Cao tôn giả quát lớn, tên thị vệ cho má kia, người có giỏi thì xông vào đây. Trương Khang Niên giơ yêu đao lên, nhưng lại sợ cao tôn giả sát hại vi tiểu bảo nên không dám tới gần vì tiểu bảo ở giữa trong đám người bị kiềm chế nhận thấy trong đây là cuộc tao ngộ lạ lùng chưa từng trải qua, bất giác reo lên, thú quá, thú quá, lão lùn mập kia, lão phóng trưởng hạ sát ta chẳng có điều chi quan hệ, hay chính lão bị uổng mạng cũng không sao, còn thuốc giải độc long hoàn thì lão vĩnh viễn đừng hòng lấy được nữa. Da thịt toàn thân lão sẽ bị nát ra từng mảnh một rớt xuống. Trước hết đầu lão sẽ trụi NS 1 phần 2 N tím, rồi đến cao tôn giả quát lên, không được nói cả nữa. Vì tiểu bảo vẫn cười ha hà nói tiếp, mặt lão sốt hết da thịt, còn trơ lại những lỗ hồng. Gã nói tới đây bỗng ngoài sảnh đường có người lớn tiếng hô, chúng ở cả trong này. Tiếp theo tiếng một người khác cất lên, hãy bắt hết cả bọn chúng rồi sẽ tính. Mọi người quay đầu nhìn ra cửa sảnh đường. Đột nhiên ánh bạch quang lấp loáng. Một người tay cầm trường kiếm đi quanh một vòng. Mọi người liền cảm thấy hoặc trên đầu vai, hoặc các yếu huyệt bỗng tê trồn chúng bị điểm huyệt cả rồi chỉ trong khoảnh khắc ai nấy đều nhùn ra ngã lăn xuống đất ngoài cửa sảnh đường có ba người đứng vì tiểu bảo chợt nhìn thấy đã la lên a à, kha nàng cũng đến gã vừa mở miệng nói đến đây bỗng cảm thấy trái tim chìm xuống liền dừng lại gã đã ngó thấy hai người đứng bên a kha mé tả là lý tự thành mé hữu là trịnh khắc sảng con người mà gã chán ghét nhất đời một người ở đầu đảng đông đã tra trường kiếm vào vỏ hai ti chắp để sau lưng miệng tùm tỉm cười rồi hắn chính là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm bọn cao tôn giả lão hiếu hóa lý tây hoa kiềm chế lẫn nhau không ai nhúc nhích được thì đột nhiên một tay cao thủ là phùng tích phạm tới nơi hắn chẳng mất chút sức lực nào đã điểm té cả bảy người trương khang niên cũng bị trúng một kiếm cao tôn giả ngồi phệt dưới đất người càng lùn tịt hắn tức giận quát ngươi là cây thá gì mà dám điểm huyệt dương quan và huyệt thần đường trong mình lão gia? Phùng tích phạm cười lạt đáp võ công ngươi khá lắm, mới tự biết mình bị điểm trúng những huyệt đạo nào. Cao tôn giả tức giận quát mau giải khai huyệt đạo cho lão gia. Lão gia quyết đấu với ngươi một trận. Còn mẹ nó, hành động ám toán này đâu phải là hảo hán. Phùng tích phạm cười đáp mẹ kiếp, ngươi là hảo hán thì hãy nằm co dưới đất là một đấng anh hùng không nhúc nhích. Cao tôn giả tức giận cãi, lão gia ngồi đây chứ có nằm co đâu, người không có mắt hay sao? Phùng tích phạm giơ chân trái lên khẽ đá vào vai cao tôn giả cho hắn ngã nằm dưới đất. Nhưng lạ thay, xương sống hắn vừa đụng mặt đất lại bật lên ngay thanh ra hắn vẫn ngồi. Nguyên mông đít cao tôn giả to lớn đặc biệt, trọng lượng toàn thân hắn tập trung cả ở chỗ này, nên sau khi hắn ngã xuống không cần vận kinh lực cũng tự nhiên ngồi bật lên. Trịnh khắc sảng cười hô hố nói, Kha muội hãy coi kìa, đây là bất đảo ông, người không té, coi có ngộ không? A à, kha mỉm cười đáp, thật là cổ quái, trịnh khắc sảng lại nói, muội muội muốn kiếm tên tiểu quỷ này để trả thù thì nay sẽ được mãn nguyện. Chúng ta bắt gã từ từ trị tội, hay là vung kiếm chém cho gã một nhát? Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm, hai chữ, tiểu quỷ, chỉ trỏ vào ta mới hợp lý chẳng lẽ A Kha lại muốn kiếm ta để báo thù, ta có chỗ nào đắc tội với nàng đâu. A Kha nghiến răng đáp tiểu muội còn phải thấy gã lúc nào là bực mình lúc ấy. Chém phứt gã đi cho rồi, cô dứt lời rút kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái, tiến đến trước mặt vi tiểu bảo. Bọn cao tôn giả, ủy tôn giả, lục cao hiên và trương khang niên bốn người đồng thanh la lên, không thể giết y được. Vì tiểu bảo nói theo, sư tỷ ơi, tiểu đệ có gì đắc tội? gã chưa dứt lời a kha đã hằn học quát hỏi ta là sư tỷ ngươi hồi nào thằng quỷ con kia ngươi đã nghĩ ra bao nhiêu cách để làm nhục ta cô giơ kiếm lên nhằm trước ngực gã đâm tới mọi người bật tiếng la hoảng úi theo nhưng thanh trường kiếm hất ngược trở lại nguyên vi tiểu bảo đã mặc bảo y hộ thân mũi kiếm đâm tới không xuyên vào được a kha còn đang sừng sốt trịnh khắc sảng đã hô lên muội muội đâm vào mắt gã a kha đáp phải đấy cô lại vung kiếm đâm tới. Đột nhiên trong góc nhà có người lướt tới che lấy mình Vi Tiểu Bảo. Nhát kiếm đâm trúng vai người này. Y liền ôm Vi Tiểu Bảo lăn mình vào tới góc nhà rồi tiện tay rút lẹ thanh trùy thù trong mình gã ra cầm tay. Người này mặc sắc phục quân sĩ ở kiêu kỵ doanh, thân hình bé nhỏ thấp lùn, mặt mũi lem luốc, không nhìn rõ tướng mạo. Mọi người thấy gã thân thủ mau lẻ, võ công tinh thâm đều lẩm bẩm người này quả có lòng trung nghĩa phùng tích phạm rút trường kiếm ra, từ từ đi tới. Đột nhiên lão dông trường kiếm một cái, mũi kiếm lóe ra thành mấy chục bông kiếm hoa, bỗng nghe đánh, choang, một tiếng, thanh trường kiếm trong tay phùng tích phạm đứt thành hai đoạn. Tên quân sĩ ở kiêu kỵ doanh cũng bị thương, máu ở bả vai chảy ra như suối, nguyên gã này rút dao trùy thù của vi tiểu bào chặt đất trường kiếm của phùng tích phạm, nhưng kiếm pháp của hắn xuất quỷ nhập thần đã đâm trúng gã rồi nếu thanh trì thủ mà không sắc bén phi thường thì e rằng tính mạng của gã lúc này khó nỗi bảo toàn. Phùng Tích Phạm giận sám mặt lại, hắn hắng giọng một tiếng, quẳng thanh gươm gãy xuống đất. trong lúc nhất thời, hắn ngần ngừ chưa quyết định chú ý là có nên lấy thanh kiếm khác công kích nữa hay thôi. vì Tiểu Bảo reo lên, ha ha, nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, lão mới đâm nửa nhát kiếm vào tên tiểu tốt thủ hạ của ta đã làm cho máu chảy không ngớt. Vậy từ nay tên hiệu của lão nên đổi lại là bán kiếm hữu huyết, phùng tích phạm mới đúng. Tên quân sĩ kiêu kỵ doanh, tay trái bịt miệng vết thương trên bà vai, đưa ti mặt nắn vào trước ngực và sau lưng vi tiểu bào để giải khai những huyệt đạo bị phong tỏa cho gã. Bọn Cao, ủy Tôn Giả, Lục Cao Hiên, Lý Tây Hoa đều là những cao thủ võ học, đang lúc kiềm chế lẫn nhau nên bị phùng tích phạm ám toán mà không chống cự được. Ai cũng căm hận hắn vô cùng bây giờ họ nghe vi tiểu bảo nói vậy đều nổi lên chàng cười hô hố để chế giễu hắn lão khiêu hóa lớn tiếng hô bán kiếm hữu huyết phùng tích phạm hay quá hay quá trong bọn mặt dày vô liêm xỉ khắp thiên hạ tôn giá đáng đứng vào hàng thứ hai lý tây hoa hỏi tại sao hắn chỉ đáng đứng vào hàng thứ hai vậy người thứ nhất là ai lão huynh có thể nói cho nghe được chăng lão khiêu hóa đáp bán kiếm hữu huyết này dường như hãy còn kém ngô tam quế một chút theo nhận xét của Lão Phu thì họ ngo mới là hàng mặt dày thứ nhất. Mọi người đều cười rộ. Lục Cao Hiên nói, tại hạ cho rằng chỗ sai biệt có chăng cũng chỉ nhỏ xíu mà thôi. Phùng tích phạm trước nay rất tự phụ về bản lãnh của mình. Này hắn nghe quần hùng mai mỉa tức quá, toàn thân run bần bật. Giả tỷ lúc này hắn đổi thanh kiếm khác để tấn công tên quân sĩ kia thì giết gã dễ như chờ bàn tay, nhưng hành động này không xứng đáng với địa vị của hắn nên hắn chỉ trợn mắt lên nhìn gã hỏi, tên họ mi là gì? Bữa nay ta tạm tha mạng cho, nhưng lần sau mà gặp phải tay ta, nhất định mi sẽ bị chết thảm. Tên quân sĩ ấp úng đáp, tiểu nhân, tiểu nhân, thành âm gã rất trong trẻo dịu dàng, vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên, ủa, té ra ngươi là song nhi, gã giơ tay lên lột mũ của thị, mái tóc dài tung ra xóa xuống. Vì tiểu bảo quàng tay trái ôm lưng song nhi lớn tiếng hỏi, thị là một tên tiểu nha đầu của ta. Bán kiếm hiu huyết kia lão đánh một tên tiểu nha đầu của ta không nổi thì còn khoác lác cái gì. Phùng tích phạm cáo quá không nhịn được, vùng chân trái đá, binh, một tiếng làm cho bàn bạc trong sảnh đường bay đi. Triệu tề hiền nằm ngang trên bàn bị hất tung lên rồi rớt xuống đánh, huyệt một cái. Những thoi bạc văng đi rồi rớt trúng vào mình mẩy mọi người làm cho đau đớn quần hùng cũng tức giận đều lên tiếng thoá mạ phùng tích phạm không nói gì xoay mình bỏ đi bỗng thấy hai người sóng vai từ cửa lớn đi vào phùng mít phạm quát tránh ra đồng thời vung hai tay đánh tới hai người cũng phóng trưởng chống đỡ cả ba người cùng rên lên một tiếng hai người kia phải lùi lại mấy bước lưng đụng mạnh vào tường phùng tích phạm lảo đảo người mấy cái hắn hít một hơi chân khí rồi rào bước đi ra hai người kia huệ một tiếng miệng đều phun ra một búng máu tươi. Nguyên hai người này là Phong Tế Trung và Huyền Trinh đạo nhân. Vì Tiểu Bảo vội chạy lại nâng đỡ Phong Tế Trung, gã quay sang hỏi Huyền Trinh đạo nhân: Đạo trường có việc gì không? Huyền Trinh đạo nhân ho mấy tiếng rồi đáp: Bần đảo không hề gì. Vì, vì đại nhân, đại nhân vẫn bình yên chứ? Vì Tiểu Bảo đáp: Ta vẫn bình yên. Gã quay lại ngó Phong Tế Trung, Phong Tế Trung lẩm nhẩm gật đầu cười gượng võ công y còn cao thâm hơn huyền trinh đạo nhân, nhưng vừa rồi hắn phải đón đỡ tay mặt của phùng tích phạm, chịu đựng trường lực rất mạnh, của lão. Vì thế mà hắn bị thương nặng hơn huyền trinh, Lý Tây Hoa khen ngợi vì huynh đệ, trong kiêu kỵ doanh của huynh đệ thật lắm nhân tài. Nguyên phong tế trung và huyền trinh đạo nhân đều mặc sắc phục của quân sĩ kiêu kỵ doanh. Vì tiểu bảo khiêm tốn đã tại hạ rất xấu hổ, lại nghe tiếng bước chân vang lên, bọn tiền lão bản từ thiên xuyên cao ngạn siêu tiến vào a kha thấy bộ thuộc của vi tiểu bào mỗi lúc một đông cô nhìn lý tự thành và trịnh khắc sảng đưa mắt ra hiệu có ý bảo bọn mình nên rút lui